Dạ con đi nghe tía. Ờ, tao dặn trước nha, đi lên đó không có ăn hại mà làm phiền chị Sáu mày đó, tao đang làm ăn đó. Thì con lên trển á, con lo công chuyện tương lai của con mà tía, chứ con đâu có phá gì chị Sáu nữa đâu. Thì tao dặn trước vậy đó. Dạ. Tám, lẹ đi, đứng Sài Gòn hoài. Dạ. Thưa tía con đi. Gì nữa đây? Em đi nghe anh Bảy. Ờ. Má, con đi nghe má. Trời đất ơi, làm gì gốm vậy trời? Mày đi thử dai thôi chứ bộ làm như là gã đi không bằng vậy. Ôi thôi, đi đi chứ chút nữa ngập nước đầy nhà luôn bây giờ á. Má kỳ quá à. Má mày nói đúng đó, đứng đó điệu ngồi á, nước chảy linh láng ngập nhà giờ nè. Tía với cả nhà không có ai ủng hộ cho con đường tương lai sự nghiệp của con hết á, mà đứng nó còn nói này nọ con nữa. Bây giờ có đi hay không ấy tao đổi ý à, xóa hợp đồng à, khỏi đi. Dạ thưa tía má, thưa anh Bảy, con đi. À sướng quá, được lên Sài Gòn rồi, trời đất ơi sướng quá. Mới tính đi học mà diễn cũng tốt quá chứ. Đúng là cái thằng. Ủa tía, hết biết. Sao lần này tía cho nó đi lên chảnh thử dài vậy? Ủa chứ à, mày nghĩ không cho nó đi mà được à? Nó mà rên hả, tao nói nó rên thì thôi trời ơi, chắc chết với nó á. Mày thấy hồi nào tới giờ đó, cái gì mà tao cấm mà nó không làm không? Dạ đúng rồi, mà tía không cho đi nó cũng trốn đi à. Thì đó, nhà này cũng có nhiều thằng rồi, tao đâu cho đi cũng vẫn trốn theo gái à. Mày yên tâm đi, tao có giao kèo với nó rồi. Giao kèo gì tía? Tía. Gì? Dạ con có chuyện con muốn nói với tía. Chuyện gì? Ngày mai á, tía cho con lên trên Sài Gòn á, con đi casting nha tía. Casting là gì? Casting có nghĩa là mình lên á, mình diễn thử cho người ta coi á, nếu mà mình hợp vai á thì đạo diễn sẽ mời con đóng phim á tía. Vậy hả? Dạ. Ừ, muốn đi đi đi. Tía cho con đi thiệt hả tía? Trời ơi, tao đẻ mày ra mà giờ không cho mày cũng đi à. Tía đúng là hiểu con ghê á. Dạ con cảm ơn tía. Nhưng mà có điều kiện nha. Điều kiện gì tía? Nếu đi thi đợt này mà không đậu đó thì đừng có mơ mộng con đường đi làm nghệ thuật, mà về đây làm ruộng với bãi cò. Đồng ý không? Ừ. Ok ha. Dạ. Ừ dạ rồi đi. Sớm muộn gì á nó cũng mò về đây à, nó rớt ngoài cái dòng điểm danh á. Gà tao nuôi tao biết mà, tao dòm chân cẳng tao biết nào làm nghề gì làm được hay là không, phải không? Nói vậy đó rồi đi thi làm diễn viên rồi đóng vai gì, không lẽ quanh năm suốt tháng cứ đóng cô thấm về làng hay sao? Tí nói nhỏ hoài. Ê, cắt chưa? Cái buổi cắt tin người ta kết thúc lâu rồi cha. Mày nói gì Phi Bóng? Bóng gió gì đây? Tao báo trời biết nha, kể từ ngày hôm nay mày hãy đưa hai cái chữ Phi Bóng nó vào vĩ vãng cho tao. Mà phải gọi tao là Reno Nam Lê. Reno Nam Lê? Ừ. Là gì? Reno Nam Lê. Reno Nam Lê. Reno. Tên gì nghe gói nồi vậy? Gói gì gói mày? Cứ gọi là Reno Nam Lê. Nếu như mày thấy mà nó dài quá thì mày gọi tắt là Reno cũng được. Reno hả? Ờ thì nghe cũng được. Ê, mày làm gì mày lên trễ quá vậy? Thì tại vì xe đò tao đi á, nó bị hư, bởi vì cho nên phải ngừng lại sửa. Mày lúc nào cũng vậy hết trơn. Không lẽ số tao đang đuổi dữ hả trời. Ê, mà mày có đậu da trong phim này không vậy? Nhìn mặt tao giống rớt lắm. Hên ghê luôn á. Kể từ lúc tao đổi nghệ danh á là tao hên luôn đó. Mày cũng nên nghĩ là đổi nghệ danh cho mày đi. Ê Phi Bóng,
Phi Bông. Để im tao đọc kịch bản coi mày. Phi Bông. Cái gì mà Phi Bông hoài vậy? Ờ thì xin lỗi Daniel, được chưa? Ê mà Daniel nè, mày ở nhờ nhà bác mẹ như vậy á, rồi mày cho tao lên đây ở thêm nữa, vậy có phiền bác mày không? Phiền cái gì mà phiền, bác ruột của tao mà. Với lại á, bác tao đi làm từ sáng sớm cho tới chiều tối mới về không à, yên tâm đi. Ờ vậy cũng được, nhưng tao đỡ ngại. Ê mà nói nghe nè Daniel, tao nãy giờ tao ngồi á, tao suy nghĩ nha, tao đặt được mấy nghệ danh rồi nè, bây giờ tao đọc thử với mày nghe coi được không nha. Ừ đọc thử coi. À ê, ta... mày suy nghĩ nghệ danh thôi mà nãy giờ làm gì mà sức mồ hôi đầu cổ bù xù chứ vậy? Trời đất ơi, cái này là tương lai sự nghiệp vận mệnh của tao mà, không phải đơn giản đâu, tao phải động não lên chứ. Ừ vậy đọc đọc thử tao nghe coi sao. À đọc nghe tên đầu tiên nè. Sông Dông Tan. Được không? Sông Dông. Sông Dông. Nghe quen quen ta. Quen phải không? Đó tao biết mà, là Sông Dông Kỳ đó. Tao lấy tên của người này nè, tao ghép tên của tao vô để sau này tao nổi tiếng nha, tra Google vô từ khóa đó tìm dễ tìm cho tao hơn. Rồi tan là tàn đó. Đúng rồi, chỉ cần bỏ dấu thôi. Dẹp giùm tao đi. Sao vậy? Nghe cái tên nhìn thấy nó quả chạy đậu vậy trời. Trời ơi, tên gì mà quả chạy đậu. Bây giờ không được phải không? Tên thứ hai nè. C Lara. Là gì? Là gì nè, cái tên này á, tao cũng nghiên cứu trên Google á. Celara là trong tiếng Indonesia, là dịch cái tiếng Việt á, nó có ý nghĩa là mãi mãi là trường tồn đó. Thì có ý nghĩa là sao? Phong thủy tốt lắm luôn á nha. Tao mà đặt tên này á, sẽ là nổi tiếng mãi mãi. Được không? Mãi mãi. Ừ. Cetara. Tàn. Tàn mãi mãi. Cái gì mà mình đọc gì kỳ vậy trời? Cái tên gì đâu mà nghe là suốt cuộc đời là không bao giờ lên được rồi. Đổi tên đi. Cái tên người ta nghe nghệ thuật nó dễ thương thì đúng là mày không biết gì hết trơn á. Vậy tới miệng mày cái tên nó không ra gì hết à. Cái gì rõ ràng, đọc gì rõ gì nữa. Cetara. Tên kỳ cục. Thôi bây giờ tên này tên cuối cùng rồi nha. Tên này là tao suy nghĩ, tao vắt óc dữ lắm luôn mới suy nghĩ ra đó. Anh Tài. Trời ơi. Trời đất ơi, anh Bảy hả anh Bảy? Dài. Anh mới qua đó hả? Ờ. Rồi làm tưởng tía không hết hồn hết trơn vậy đó. Tía má đi đám giỗ bên chị Sáu rồi. Mai mới về nên kêu tao qua coi nhà. Vậy hả? Ờ. Ờ, thôi vô nhà đi. Ừ. Chứ lẽ đứng đây. Em làm gì căng thẳng vậy Tám? Ờ, dạ đâu có gì đâu, thôi thôi anh Bảy uống nước ha. Cái kiểu này chắc là vụ hứa với tía phải không? Ủa? Anh biết chuyện này rồi hả? Biết. Tí nói mà. Ủa Tám, anh thấy làm nghệ sĩ có gì đâu hay mà ham hố đầu làm hoài vậy? Rồi đi thi cái gì nó cũng gớt chứ. Thôi anh thấy tốt nhất về mừng ruộng với anh đi cho nó khỏe. Em nói anh nghe nè, tiềm năng bây giờ là em đã có rồi đó. Nhưng mà chắc tại vì á, do cái tên của em đây nè, nó đen đuổi, nó không hợp phong thủy thôi. Cho nên là em quyết định rồi, em phải đổi tên, em đổi nghệ danh. Còn cái chuyện mà em thi rớt gì đó à, anh đợi tía về á, anh cứ nói là em đang đợi kết quả đi, chứ đừng nói em rớt nha. À. Kể từ bây giờ á, em đã đổi nghệ danh rồi, cho nên anh và mọi người cứ gọi em là Cherish Evans Tam. Hay quá phải không? Cái gì? Tên khó đọc quá vậy Tam? Trời đất ơi, thiệt tình luôn á, anh đúng là bẫy cò á. Có cái tên này nó dễ đọc mà nó dễ thương, nó mà đọc cũng không xong nữa hả? Anh hỏi em à, bây giờ em ra sớm xẻo lá mình á, kêu bà con đọc coi, bảo đảm ai cũng đọc không được giống như anh luôn á. Em nói anh nghe nè, em sau này em làm nghệ sĩ á, thì là trong và ngoài nước và toàn thế giới có thể biết tới em, chứ đâu phải riêng mình xẻo lá biết đâu trời. Thì cho lại cái tên là cái gì Trà Dứt, cái gì Tam gì đó, nó hay đi. Nhưng mà bà con xéo lá mình á hay kêu em là Tám Tàn rồi. Giờ tự nhiên đâu có gì Tu Dích rồi cái gì Tâm Nhan gì, nó sù nụ vô một cục khó đọc lắm. Thì ban đầu á chưa có quen, nhưng mà kêu á lần lần từng ngày một, rồi từ từ sẽ quen. Lúc đó họ sẽ dần dần quên đi cái tên Tám Tàn, mà họ sẽ kêu là siêu sao Cherish Evan Tam.
Nói đừng buồn nha Tám. Không, sao anh? Anh mày chưa thấy cái siêu sao nào mà kéo lã như mày. Ờ thì Chris, Ivan, Tam. Ui, Tam Tàng. Ý, trời ơi. Trời ơi, đang câu cá mà mình buồn quá. Xuống câu chung cho vui. Kêu ai ạ? Trời ơi, ở đây có hai người, không lẽ kêu không khí, kêu Tấm Tàng. Nè, nói lại một lần nữa cho biết, kể từ ngày hôm nay, cái tên Tấm Tàng đã bỏ lại trong xó rồi nha. Kể từ ngày hôm nay tôi bắt đầu tôi đổi tên thành Chris Ivan Tam. Biết không? Yeah. Chris Ivan Tam. Chris Tam là gì? Không phải, Chris Ivan Tam. Thôi mày, kêu Tấm Tàng đi cho dễ hiểu. Để biết tám cái khùng của mày. Kêu gì ai biết gì đâu. Hey, trời ơi, bây giờ tôi muốn đổi tên rồi, không còn là Tấm Tàng nữa. Có một lần nữa cho biết. Chris Tam. Chris Ivan Tam. Ủa mà đổi gì vậy? Bí mật. Chừng nào tôi thành công thì tôi nói cho ông biết. Ờ, mà có rảnh đi vòng vòng mà lỡ quậy phá người ta gì đó rồi sẵn thông báo giùm tôi luôn nha. Nói là tôi là đổi thành tên Chris Ivan Tam. Ờ, Chris Tam. Ừ. Ủa rồi đi thông báo cái chuyện này á, anh có được cái gì không? Bao nhiêu ly cà phê uống. Yên tâm đi, anh mà biết rồi là cả xóm xeo lá này biết hết. Đi. Cho một ly Whisper nước cam đi cuộc hồng ơi. Uống gì kêu luôn em. Cho nước cam luôn cô Hồng. Ê, chầu này ai trả tiền? Ba lít hay Tấm Tàng? Không đứa nào trả hết. Sao vậy? Con nói cô Hồng nghe nè, ba lít thì uống nước không bao giờ chịu trả tiền. Mà Tấm Tàng thì không có mặt ở đây. Chỉ có một mình con thôi. Mày là Tấm Tàng mà. Con nói cô Hồng nghe nè, kể từ ngày hôm nay cô đừng gọi con là Tấm Tàng nữa. Mày là Tấm Tàng, gọi Tấm Tàng cho gọi là gì? Đờ dít Tâm. Bảy. Chris Ivan Tam. Tam. Ừ. Cái gì vậy? Sao tự nhiên phải đổi tên vậy? Bí mật. Khi nào á Tấm Tàng á thành công rồi sẽ nói cho ruột biết. Cái gì mà Chris rồi vô Tâm. Tên khó vậy mà tía má mày cũng cho đổi nữa hả? Cho không ai dám đổi chứ cô Hồng. Mệt thiệt đó nha. Ê Tấm Tàng, sao bữa giờ tía mày không có ghé đây vậy? Tấm Tàng, tôi gọi mày không nghe hả? Ui, kêu không đúng tên thì không trả lời phải rồi. Chờ riết cái gian Tâm. Ôi, cái tên khó gọi quá. Mà mới tao không có quen. Cô Hồng chưa quen, đọc từ từ nhiều lần nó sẽ quen. Bây giờ con tập cho cô Hồng nè. Bắt đầu đọc theo con nha. Chờ riết Ivan Tam. Từ 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 nói lại. Rồi từ từ phải không? Chris Ivan Tam. Được không? À. Rồi đọc lại 1, 2, 3. Chris Ivan Tam. Đó, tạm chấp nhận được. Chú hai. Hả? Hôm bữa con có hẹn với người Tấm Tàng mà nó ra quy định là con kêu đúng tên nó mới trả lời. Chú hai, nó tên gì chú hai nhắc không con đi. Ủa mày nói vậy tao không hiểu chân tèo. Nó lên Sài Gòn cắt tin phim mà không có đậu, cho nên về lần này nó phải đổi tên, đặng thời tới nó mới có vai á. Chưa được đóng vai nào. Ở biết dựng phim hả con? Dạ, tía biết hết hả tía. Sao đó coi, trứng mà không hơn dịch hả? Bây giờ nè, đã đến lúc thỏa thuận giao kèo rồi nè. Nhưng mà... Nhưng mà cái gì? Nhưng cái gì nữa? Tía nói đúng rồi đó. Không có mơ mộng gì nữa hết trơn á. Làm ơn á, tỉnh mộng giùm cái đi. Mơ mộng 20 mấy năm rồi, dài lắm con. Tỉnh lên đi. Mở mắt ra đi. Rồi sáng mai á, dậy sớm. Đi làm ruộng với ông Bảy. Còn mà nướng khét giường á ngang là tao cho xuống đất ngủ à. Nhưng mà đó là ước mơ của con mà tía. Tía nở lòng nào tía đối xử với con vậy? Ước mơ cái nào cho nó thực tế chút đi con. Người ta có năng khiếu, có khả năng thì người ta mới đi học, người ta mới nâng được cái tài của người ta lên. Còn mày được cái gì? Định hướng cho mà không chịu nghe là sao? Ngày mai á, làm ơn vác cái cuốc ra đồng kìa.
Rồi á, mần từ sáng tới chiều, đừng có bỏ cái cuốc nửa chừng á. Đó mới là thực tế đó con. Thôi, không có nói nữa. Mơ mộng làm nghệ sĩ, làm diễn viên đó chấm dứt kể từ hôm nay. Dám làm, dám chịu, đã hứa rồi thì phải thực hiện. Còn nữa, cái vụ mà đổi danh để lấy hên đó, cắt luôn. Cái mộng mà làm nghệ sĩ đó, tao nói chấm dứt kể từ hôm nay nha. Tía, con không ngờ ngày hôm nay á, tía đối xử với con vậy luôn á. Tám ơi Tám, tao hết kiên nhẫn với mày nổi rồi Tám. Mày coi, mày 20 mấy tuổi rồi mà vô dụng. Nhưng mà con đam mê, con không muốn bỏ nó. Không bỏ cũng phải bỏ. Mày không bỏ nó thì mày phải bỏ tía má mày. Kệ nó đi. Lỡ nó nghỉ quẩn là sao? Nó dám hả? Ông đi đâu đó? Kiếm nó về đâu? Ông trời ơi là ông trời! Tại sao ông lại đối xử bất công với tôi như vậy hả? Trời ơi trời! Tôi hận đâu? Anh Tàng! Anh Tèo! Anh Tèo! Anh Tàng! Anh Tèo ơi! Em khổ quá anh Tèo ơi! Đinh! Gì kể anh Tèo nghe! Kể anh Tèo nghe! Tía em á, không có cho em đi theo con đường nghệ thuật. Nhưng mà tại vì á, lần trước em hứa với tía em, nếu mà em lên thành phố em cát không đậu á, là tía em bắt em về quê luôn, không có cho em theo nghệ thuật nữa. Em nghĩ á, tới cái chuyện này em đau lòng quá anh Tèo ơi. Thôi nín đi. Biết đau lòng vậy thì sao hứa chú hai làm chi vậy? Thì mục đích của em á là để em lên Sài Gòn em casting phim mà. Vậy sao không chịu nói thiệt với chú hai? Mà anh nghĩ tía em tin tưởng em mà. Trên cuộc đời này ai không có ước mơ, không có sở thích. Người thích làm xe ôm, người thì thích làm ruộng vườn. Còn tôi nè, tôi thích mơ được làm ca sĩ, được làm diễn viên. Thì tại sao tía tôi không có trò chứ? Thì tại... Tại cái gì? Em cũng là một người con sống tốt. Em đâu có đi vòng vòng em phá làng, phá xóm ai đâu. Nhưng mà... Với lại em cũng đâu có đi ăn chợ, ăn cướp hay là làm mất mặt tía má em đâu. Mà tía má em không cho chứ. Không phải đâu. Anh nghĩ là chú thứ hai lo cho em thôi. Chứ bộ em tưởng làm kỳ nghệ sĩ, làm diễn viên được dễ lắm hả? Anh Tèo thấy ở dưới quê là an toàn nhất luôn á. An toàn cái gì mà an toàn? Không có gì hạnh phúc bằng á khi mà mình thực hiện được cái đam mê của mình hết trơn á. Thôi, được rồi, nín đi, đừng khóc nữa. Giờ nghe lời anh Tèo nè, đừng khóc nữa, về nhà đi, rồi nói chuyện với chú Thiếm Hai. Mưa dầm thấm lâu, nhiều khi mơ mốt chú Thiếm Hai thay đổi suy nghĩ rồi cho em thực hiện ước mơ của em rồi sao? Không, em không có về đâu, em không muốn gặp tía em nữa đâu. Alo, tao nghe nè. Bay ra đồng phim nha mày. Phim quen ngay xào lá của mình luôn. Tao đã xin được một vai nhỏ nhỏ cho mày rồi. Dân Tám đó rồi. Ra tôi biểu coi. Chuyện gì vậy ông? Tám.
Gì vậy? Sao bên ông đi đóng phim? Tía có cho con đeo đuổi cái nghề này đâu mà con ra ngoài làm chi tía? Bây giờ tía hỏi thiệt con nè. Dạ. Con mê cái nghề đó cỡ chừng nào rồi? Con thật sự á, con yêu nó dữ lắm, con đam mê dữ lắm tía. Nếu mà trong cuộc đời của con á nha, con chỉ xếp nó đứng thứ hai sau tía má thôi đó. Con đường nghệ thuật nó mênh mông lắm con, vui ít buồn thì nhiều, thức khuya dễ sớm, cực khổ trăm bề. Con có theo nó nổi không? Dạ nổi chứ tía, con làm được hết á. Nếu mà có tía má gia đình mà ủng hộ con thì cái gì con cũng vượt qua hết. Con cảm nhận được con đam mê nó thật sự, con muốn làm nghề một cách nghiêm túc đó tía. Ông, bộ ông có ý định cho nó theo nghề thiệt á hả? Ừ. Thiệt hả tía? Trời ơi, tía là number one luôn á má. Con thương tía quá à. Thì bớt bánh bèo lại đi, nghiêm túc lại. Dạ, đúng là công nhận luôn á tía. Cái tên mà Cheris Ivan Tam của con mới đặt á, hên ghê, may mắn quá trời luôn á tía. Đó, tao tính nói là tao tính nói cái vụ đó. Mày dẹp ba cái tên Tây, tên U lại giùm tao nếu muốn đeo đuổi theo cái nghề này. Trời ơi, nhưng mà con á là làm nghệ thuật á, thì con cũng phải lấy cái nghệ danh mà cho nó độc đáo xíu cho tía. Ủa, cái tên Tám Tàn tao đặt cho mày nó chưa đủ độc hay sao? Tôi thấy chưa được. Ông á đã chấp nhận nó theo cái nghề đó thì ông phải đổi tên cho nó. Dạ đúng rồi. Ai mà nghệ sĩ tên Tám Tàn, nghe kỳ á. Thanh Long không được. Trời ơi, tự nhiên đặt tên cho con lấy trái cây đặt. Thích, con thích tên này nè tía, thích tên này nè má. Để coi. Long là rồng, thanh là xanh, có nghĩa là rồng xanh, nghe rất là nghệ thuật luôn á tía. Chưa hết đâu, bây giờ tao nghiêm túc yêu cầu bớt cái vụ bánh bèo này lại liền. Cái này tía mày nói đúng, má ủng hộ tía. Rồi ra con ra đóng phim đi. Dạ. Đi đi con. Lẹ đi à, để tao đổi ý à. Thưa tía, thưa má, con đi. Thằng thiệt tình. Nào làm gì cũng như thông hết á. Ủa, No, tao tới rồi nè. Mày làm cái gì mà lâu quá vậy? Mày thông cảm cho tao đi, tao thuyết phục tía tao dữ lắm tía tao mới cho đi á. Mệt quá. Ê, đoàn phim nhìn vui á mày, nhìn ngộ ha. Đi vô đây tao giới thiệu cho ông đạo diễn nè. Vậy hả? Ê, giới thiệu tao tên là Thanh Long nha, nghệ danh mới của tao á. Gì? Thanh Long. Thanh Long, nghệ danh mới. Cảm ơn nha. Không phải cho mày. Gì chứ cho mày? Ủa ai vậy? Đạo diễn đó. Đạo diễn hả? Dạ, em chào anh. Dạ, em chào anh à. Em có mệt không anh? Bình thường. Dạ, em mời anh uống nước ạ. Dạ, em mời anh uống nước. Cảm ơn. Anh ơi, dạ đây là cái thằng bạn của em á, mà hôm bữa em có nói là em giới thiệu nó cho anh đó. Dạ hôm nay em dẫn nó tới rồi nè. Dạ em chào anh, em tên là Thanh Long, rất mong là được anh giúp đỡ cho em à. Chào em, tôi có nghe nói về em. Hôm nay em tới đây á là muốn để cho anh biết mặt em á, để mai mốt có vai gì hợp á, anh cho em thử vai để tạo cơ hội cho em nha anh. Em cảm ơn anh nhiều lắm ạ. Em ngồi chơi với bạn, anh bắt bạn quay ra. Dạ, anh làm việc ạ. Ok. Ê, học đâu ra cái thói mà nịnh nịnh đây vậy? Nịnh cái gì mà nịnh? Tao bây giờ, tao phải quyết tâm tao đeo đuổi con đường này vì tao đam mê nó thật sự, biết không? Chứ nịnh cái gì? Lớn rồi chứ phải nhỏ đâu. Ủa, mà sao mày không vô mày quay đi? Chưa tao cảnh tao quay gì. À, vậy hả? Vậy thôi, tao đi về nha, tía tao kêu á. Đi, có gì tao kêu. Ủa, kêu ai vậy? Gì chị? Dạ. Có một diễn viên bị kẹt đột xuất. Em trai em có thể thay vai được không?
Được, được, được. Thằng bạn em diễn tốt lắm chị. Được không? Dạ được chị, em làm được hết á. Ồ nhưng mà chị cho em biết em đóng vai gì vậy? Vậy vô vai dùm chị vai sắp chết nha. Có vô được không? Dạ được, được, được chị, em làm được. Ê, dạ, dạ. Chúc mừng, chúc mừng. Ta hồn. Cắt, đi là tôi kêu cắt á, cậu mới được thở. Cái xác chết gì mà thở hả? Dạ, 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 anh à, tại vì em mới làm lần đầu tiên á, với lại hơi thở em yếu á. À, ráng làm lại, ráng lại, vài giây nữa thôi. Dạ, 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 em làm lại. Dạ, ok, ok. Dạ. Má, mới dậy má. Ủa, cái gì vậy? Trời đất ơi, sao cái con bị cái gì vậy nè? Trời ơi, con... sao mà máu em bầm dập? Con. Tiến ơi, thằng Tám nó bị cái gì đấy nè? Bị cái gì? Sao mà ra nông nổi này vậy con? Trời đất ơi, đi xuống đồng phim cự cãi với ta đánh lộn cái gì con? Dạ đâu có đâu tía, cái này là con đi đóng phim á tía. Máu giả, máu giả. Trời đất ơi, đóng cái vai gì mà bị hộc máu vậy? Dạ, con đóng vai làm những viên quần chúng, vai xác chết đó tía. Làm hết hồn hết vía, tướng bị cái gì? Quần chúng đóng vai xác chết đó hả? Dạ. Mà đi từ hồi 5 giờ sáng tới giờ này mới về đó hả? Dạ, tại vì biết tía biết sao không? Con diễn cái cảnh xác chết đó mà ban đầu con chưa có quen. Rồi cái con nín thở không có lâu được á, cái anh đạo diễn bắt con quay lại. Mấy đạo diễn khùng. Mấy nín thở chết đừng lấy cái lỗ mũi người ta. Cái lỗ mũi kia cho thấy người ta thở. Bộ hết dài bắt nhỏ đóng da xác chết. Dạ thôi không có sao đâu má, con thích da này lắm. Thôi con đi tắm rồi con ăn cơm nghe tía má. Tại sáng giờ chưa ăn gì chưa, con đói bụng quá. Đồng phim con không cho ăn cơm luôn hả? Dạ có mà tại con tới trễ con không được ăn. Dạ thôi con đi nha tía má. Ok, good. Sao? Đạo diễn, em diễn gì được chưa? Được á, ok. Cậu có tiềm năng á, ráng cố gắng lên. Dạ, dạ, dạ. Mày Thương rồi, dắt vô chùi với Thương đi. Dạ, dạ. Em cảm ơn đạo diễn nha. Dạ, 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 tao xức dầu cho. Trời ơi, đau quá. Có xíu rồi, ngồi xuống đi. Trời ơi. Còn đau lắm hả? Chảy máu nhiều không mày? Có chút xíu rồi mẹ ơi. Ăn thua gì. Ui da, ui. Trời ơi. Đàn ông con trai có xíu rồi, giờ mày làm gì mà than dữ vậy mày? Mà mày cũng ngộ thiệt luôn á. Hồi nãy á, mày diễn thì mày đánh nhẹ nhẹ thôi, đánh giả được rồi. Mày làm mày giọng mày thụi tao nắm đầu nữa, đau không chết luôn vậy đó. Mày thấy không, ông đạo diễn ông khen mày quyết liệt đấy. Chưa chứ mày diễn với mấy thằng diễn viên mà yếu yếu á, là diễn là bị cắt, là bị quay lại, là bị la liền. Gì hả? Thấy không, ông khen liền chưa? Tao mà chứ phải ai đâu mày. Ơi nó nghe nè, nhẹ nhẹ thôi. Ê, vậy bây giờ cái cảnh tao xong chưa? Xong rồi, cảnh mày xong hôm nay rồi đó. Bây giờ mày về mày suy nghĩ đi. Với lại á, nghỉ ngơi đi, 2 ngày nữa mới quay cảnh của mày. 2 ngày nữa là cảnh mày có thoại nha. Giờ là nghiên cứu kịch bản cho kỹ nha mày. Tao biết rồi. Mốt là lên hình đó. Ê, nói nghe nè. Nếu mà anh đạo diễn á, có góp ý với tao gì nữa đó, mày nhớ nói lại với tao nha. Yên tâm đi, tao đây, tao nói đất. Yên tâm đi. Cảm ơn mày nhiều. Cầm vừa cầm vừa băng bó đi. Đây. Đông mới cũng đánh chút xíu rồi mà đau dữ không biết. Úi da. Trời Phật ơi.
Dạ thưa Tía, con mới về. Rồi đi đóng phim nữa đó hả Tấm Tàng? Dạ đúng rồi Tía. Chà, bên đây ngoan dữ ha. Dạ. Mà thưa vô rửa mặt rửa mày đi. Mặt mày gì đóng vai gì mà siết trình chứ. Má. Trời đất ơi, đó, đó làm cái gì mà quần áo lắm lem hết trơn nữa vậy nè. Dạ. Đi đóng phim nữa phải không? Dạ đúng rồi má, con mới đi đóng phim gì. Rồi mặt mày vậy đi vô thay đồ lẹ đi chứ không rồi, rồi máu gì trên đó nó rớt xuống rồi đầy mình nữa bây giờ đó. Dạ. Đây là máu thiệt mà má. Trời đất ơi. Trời đất ơi. Mày đóng cái vai gì mà bị người ta đánh dữ thần thiên địa vậy? Dạ đi hồi sáng á con vô đoàn phim con chơi. Rồi cái bên đó thiếu vai đóng thế á. Rồi cái con mới xin đóng chứ gì? Dạ đúng rồi Tiến. Trời ơi. Con xin đóng á thì cũng kiếm cái vai nhẹ nhàng mà đóng. Chứ ai đâu mà kiếm cái vai gì mà bị đánh đập vậy mà cũng đóng con. Không phải đâu má. Tại con á là diễn viên còn mới mà. Rồi cái con phải cần nhiều cái để trải nghiệm chứ má. Với lại người ta nói vậy nè, là muốn ngẩng cao đầu lên á là trước tiên á mình phải cúi đầu trước. Cúi cũng cúi vừa vừa. Chứ bữa nào đi đóng phim về cũng mặt mày cũng bị vậy chứ. Làm sao? Thôi kiếm nghề khác đi con ơi. Dạ thôi Tía, con không đổi nghề khác đâu Tía. Hồi sáng con diễn á, sao cảnh này nè, đạo diễn khen con diễn tốt lắm á Tía. Tiềm năng đâu chưa thấy mà tôi nói giờ bầm dập hết vậy đó. Để má đi lấy thuốc sát trùng. Ừ vậy má. Tôi đi vô trong tắm rửa đi con. Dạ. Con vô ngay Tía. Ôi dạ. Nghề gì mà bữa nào cũng bị chúng đánh kiểu này mà. Tiềm năng cái gì mà tiềm năng. Khổ hết sức. Thầy mình nói thằng Tấm Tàng nó bỏ nghề đi ông. Chứ nó mới đi có mấy bữa mà tôi thấy nó bầm dập hết trơn. Nhìn xót quá. Bởi vì ông bà mình có cái câu á, đàn bà sâu sắc như khay đựng trầu. Ông đá xéo tôi hả? Tôi nào giờ không có đá xéo bà. Tôi đá ngay không à. Ông. Bà nghĩ coi, từ cái ngày mà có đoàn phim về đây tới giờ á, bà thấy thằng Tấm Tàng á, nó có thay đổi không? Có khác gì không? Thì có. Thì tôi thấy nó ngủ dậy sớm hơn. Rồi bớt dẹo. Ăn nói đàng hoàng. Có đầu có đuôi. Vậy có tiến bộ rồi đó. Ờ ha. Từ hồi nào tới giờ tôi chưa bao giờ thấy thằng Tám nhà mình nghiêm túc làm việc như lúc này. Tưởng đâu nó đi theo nghề diễn cực, làm ba mớ rồi bỏ nghề. Ai về đâu tôi thấy cũng bám quyết liệt quá chứ. Về mình mẩy bầm dập te tua cho nghe. Miệng mồm đóng vai gì mà tôi thấy máu mẹ không à. Về mà tôi thấy vui lắm, không có than. Như mấy lần trước nghe mà vậy á là nó rên bể nhà luôn á. Trời đất ơi, đụng tới ổng một chút xíu chạy miếng da đâu bà thấy nó rên không. Vậy mà lần này á im re chịu đựng một mình á. Đường dễ không chịu đi, đi đường khó. Nhưng mà thôi kệ, để nó chọn con đường của nó đi đi. Sao con trưởng thành thì phải vui chứ, làm sao trưởng thành mà thấy ông lo lắng buồn vậy? Vui thì cũng có vui, nhưng mà cũng phải lo cho nó chứ. Con cái nó cực khổ vậy, không lo là sao được. Trời ơi, từ ngày có đoàn phim về xẻo lá mình hả, rộn ràng hẳn lên luôn á cô ruột. Công nhận luôn đó. À, tao nghe nói Tấm Tàng nó khinh phải không? Đúng rồi. Hả? Nhưng mà con chưa chắc á là nó được lên TV đâu. Đâu phải ai muốn đóng phim đâu cô ruột. Mày nói thì sao á? Thôi kệ đi, miễn đóng phim được rồi. Còn vụ lên TV truyền hình vậy tính sao? Mà tao nghe nói sáng giờ
mày á đi theo đoàn phim, mày chụp hình, mày rình theo đúng không? Mày có nghe được gì không? Có chứ làm sao không được. Vậy hả? Cho tao coi chứ. Dễ đâu vậy? Bây giờ cho cô ruột coi nè, rồi cái nội dung phim người ta bị tiết lộ ra hết. Rồi lỡ sau này Tám Tàng nó nổi tiếng, cái người ta lên mạng bóc phốt nó, nói nó làm trái hợp đồng, rồi ai dám mời đóng phim nữa. Nó mệt quá. Bây giờ mình phải giữ hình tượng cho nó. Mệt thì quá à. Tao coi một mình, tao đâu có cho ai coi, tao đâu có nhiều chuyện chia sẻ cho ai coi nên bị lộ, ngộ thiệt á. Muốn coi một mình? Được á. Chiều nè, mở TV á, lúc 17 giờ từ thứ hai sáu hàng tuần, đài truyền hình 901 là có phim nó đóng à. Trời, nhưng mà giờ đó tao khách đông quá trời, sao coi ta? Khách đông quá hàng, bữa nào cũng ngắp gùi hết chứ. Tám ơi, mày biết mấy giờ chưa Tám? Dậy đi, tính nướng cho khét giường khét chiếu hết ra vậy mày. Ôi, gì vậy tía? Rồi, kêu ra cái xe cánh bướm liền thấy không? Tía ơi tía, cái gì vậy con đang ngủ mà tía, giờ này chưa chiếu phim con đóng mà. Ủa mày còn nhớ chiều nay chiếu phim mày đóng nữa hả? Dạ. Muốn làm người nổi tiếng người ta phải thức sớm nè, ta tập thể dục, rồi quét sân quét cổ rồi cho nó sạch sẽ nhà cửa đồ này kia nó. Nướng khét giường khét chiếu mà nướng hoài kêu như kêu đò còn chưa dậy nữa là sao? Trời không biết mà tía. Thôi, ta không có nhu cầu ăn bánh bèo, đừng có đứng nữa. Tía. Gì? Con nói tía nghe nè, cái gì cũng vậy hết á, là phải cần là phải có thời gian mình mới chuyển đổi được cái tính cách của mình, có quá trình nó dài hạn đàng hoàng chứ tía. Đúng rồi, muốn chuyển đổi cho nhanh á, ra quét sân về cho nó sạch sẽ đi. Dạ, để con ra quét sân nghe tía, chứ đứng đèn hội á, chắc con chết với tía luôn á. Thầy cũng biết vậy đó hả? Dạ, con đi nghe tía. Có sao không? Mày thử coi sao không? Quánh gì quánh dữ mày? Trời, mày thông cảm đi. Tại tao nhập tâm quá. Vậy á, em cảm ơn nha. Nè nè. Đâu đâu đâu. Nét còn hơn phim trên TV luôn. Ê này được nè, này được nè. Ừ đẹp á. Rồi, như được rồi. Có gì về gửi qua nha. Rồi. Ê, mà thấy làm gì được chưa? Đã quá. Đã gì? Em nó làm rạng rỡ cả xẻo lá của mình. Em nó lên TV rồi. Em là ngôi sao. Ngôi sao cái gì mà ngôi sao? Cái này chỉ mới là bước đầu thôi. Mình còn nhiều kinh nghiệm để mình học hỏi lắm. Chứ đâu phải ăn vậy không đâu. Không cần thiết. Lên TV là phái rồi. Nhiều người muốn lên cũng đâu được đâu. Ừ đúng rồi. Thôi cảm ơn nhiều nha. Thiếu dài nhớ giới thiệu nha. Ừ, có cho vô con dai. Dạ, gần sống rồi tía. Rồi, cảm ơn em. Những năm gần đây, kim ngạch xuất khẩu rau quả của thằng Tám Tàng nhà mình á, coi vậy mà nó giỏi ghê anh ha. Coi vậy mà nó cũng làm nên chuyện. Mà nè, anh gọi chúc mừng em nó chưa vậy? Cần gì em? Trời ơi, một ngày nó gọi anh không biết bao nhiêu cuộc gọi, không kịp trả lời với nó luôn. Vậy hả? Hồi nãy á, em mới gọi cho tía má của em, trời ơi, ổng bảo mừng ghê lắm. Dạ,
Ờ em, còn mấy phút nữa tới vậy? 5 phút nữa. Vì vậy, tiêu chuẩn với trái cây xuất khẩu luôn đòi hỏi cao về truy nguyên nguồn gốc xuất xứ, có quy trình canh tác, quản lý dịch hại theo hướng an toàn, hiệu quả. Alo, chị Sáu hả? Chị Sáu, tới giờ phim em chiếu rồi kìa, mở TV lẹ lên đi. Rồi, tao đang mở nè, đang háo hức chờ. Rồi rồi rồi, nhớ coi nha, nhớ coi phim em nha. Dạ dạ dạ, em tắt máy nha. Tía má ơi, tía má. Tía má ơi, đây coi phim nè, coi phim, tới phim con đấu rồi nè. Tới rồi hả? Dạ dạ, tới rồi. Cái gì mà rùm trời vậy Tám? Tía, tới phim con đấu rồi tía. Tới chưa? Rồi. Khoan nghe, hết cảnh này tới liền nè. Đâu, khúc nào rồi mày đâu? Ăn cướp à. Đó đó, cái này có con mặc áo đỏ đó đó, chuẩn bị nha. Thấy gì đâu có lưng không vậy? Ủa? Hết rồi hả? Ủa sao cảnh khác rồi? Sao có nhiều hả? Trời đất ơi. Gì mà các nó chết chọi vậy? Mai mốt quá. Bớt làm lố lại đi nghe con. Chưa gì la ó ôm sùm lên. Nguyên cái xẻo lá này nè, ta đang mở tivi ta coi mày. Người ta mà nhìn thấy mày đó, tao chết liền. Tao là cha mày mà tao còn không nhận ra mày nữa. Thấy cái lưng không sao nhận ra. Ê trời đó, bổn công chờ đón coi. Sớm giờ má nói thiệt nha, con mà con không nói con mặc áo đỏ á, má kiếm hoài không thấy luôn á. Giờ ở gì đâu mà có cái lưng không, xẹt qua hết mất tiêu rồi. Trời, con tức quá à. Hôm bữa đi quay á, là ba lít nó quay lại cho con quay tới quay lui quá trời luôn mà, để làm kỷ niệm mà. Sao về mà dựng phim kiểu gì mà sao cắt hết trơn vậy trời. Hồi nãy cái câu thoại mà cướp, mày ăn cướp nè, chết mày nè. Câu thoại đó của con á. Kì vậy? Điện thoại kìa. Chị Sáu gọi, sao mày không nghe? Không có nghe đâu. Điện thoại đang gọi nữa kìa. Trời. Chứ chào điện thoại tao. Trời ơi, bà Năm muốn về chợ gọi. Trời, chị Xu gọi đi chứ trời, chết rồi. Thôi. Làm ơn tắt hết điện thoại giùm tôi đi. Tắt rồi. Ủa Tám, tao nhớ má mày đâu có đẻ mày trong kho đạn đâu mà nổ dữ vậy con. Tôi nè mới khổ nè. Hồi sáng á, đi chợ, nó nói ai gặp cũng chúc mừng thua trơn. Nói trời ơi, có con làm diễn viên điện ảnh nha, ai cũng canh coi hết trơn. Giờ không biết mặt mũi đâu mà tôi đi chợ. Mai á, bà ra bà gỡ mấy cái bo cao khô nè, rồi bà cắt ra làm mặt nạ cho người cái trong nhà này nè, có đi ra đường đeo vô người ta đừng nhìn ra. Mày sắp nổi tiếng rồi đó. Cái đồ của diễn viên quần chúng tấm tạng á, cái xứ xẻo lá này ai ta cũng biết hết rồi. Ôi chạy diễn viên tấm tạng được chứ. Trời ơi, đang chờ coi. Chờ biết sao đây ra đường nữa nè. Trời ơi là trời, cái gì đâu mà tức dữ vậy trời. Chuyện tao coi trên vô tiếng mà tao không thấy người tắm tàn. Hôm qua kiếm nó hỏi thử. Không lẽ là nhà chú Hai đi ngủ sớm vậy hả? Tắm tàn ơi, mày có nhà không? Tắm tàn ơi. Tắm tàn. Mày đâu rồi? Tắm tàn có nhà không vậy? Ở nhà mình tắt điện thoại hết, không còn đèn cháy máy. Dạ. Tao Tàn ơi, Tao Tàn có ai nhà không? Chú Hai ơi, chú Hai, Tao Tàn ơi. Về hết rồi tía. Mày còn gì để nói trong tâm ta? Tía, con xin lỗi tía má nhiều lắm. Thì cũng tại con ẩu tả, con cứ đi bù lưu bù lo cái chuyện nghề nghiệp của mình. Tại vì á, con mới làm diễn viên cho nên con ham quá. À, tía nè, mai mốt á, con mà có vai phụ nè, hay là vai diễn con có đất diễn nhiều á, đến với lại phim của con mà quảng bá rầm rộ lên ha, thì lúc đó con khoe với mọi người cũng đâu có muộn đâu tía.
tôi mới tính lại. Vừa rồi mình mần cái homestay tốn nhiều tiền quá. Giờ cạn kiệt hết rồi, tính sao không? Tám nó ham quá, tôi tính cho nó lên Sài Gòn nó học, để nó có đào tạo cơ bản với người ta. Mà bây giờ cho nó đi liền thì không có người làm, phải thuê người, tốn hai đầu lương, tốn kém quá. Dạ, thưa tía má con mới về. Tám. Dạ. Bây giờ thí dụ bây giờ con có thiệt là nhiều tiền, con định làm gì? Con sẽ lên Sài Gòn con học diễn xuất. Chị chịu làm ăn như thế không? Làm gì tía? Bây giờ chịu khó chạy đi tìm khách đi. Mỗi một khách về tía chia cho 25%. 25% là nhiều lắm đó. Ok tía luôn, con duyệt 100% luôn. Dạ. Yeah. Dạ. Tía đúng là tía thương con nhất trên đời. Con yêu tía quá trời luôn. Con cũng yêu má nữa. Cho em. Kêu ai hả? Cho tôi hỏi thăm, chú em ở đây biết nhà nào bán rễ sim không? Cái gì? Bán gì? Rễ sim. Trời trời, ở đây toàn ăn trái sim không chứ có ai mà ăn rễ sim đâu bán. Vậy là chú em không có biết gì hết trơn á. Bữa nay á, rễ sim rất là có giá. Tôi đang đi vòng ở đây nè để thu mua rễ sim á. Có biết ai không? Chỉ tôi đi. Không, không ai bán rễ sim đâu. Mua cá không? Không. Thôi cảm ơn nha. Rễ sim mà đi mua gì trời. Chú ơi. Gì mày? Dạ, chú cho con hỏi thăm. Làm gì? Nhà mình có bán sim không chú? Dạ, này làm gì bán sim? Muốn mua sim ra tiệm tập quá kìa. Dạ, con cảm ơn chú. Chú con đi. Khủng cái gì, tự nhiên vô đây hỏi mua sim điện thoại. Đi. Chú em. Dạ. Hỏi gì chú? Tôi đang đi mua sim á. Dạ. Ở đây chú biết chỗ nào bán sim không? À, dạ biết. Bây giờ đường thẳng này nè, tới ngã ba nè, quẹo phải, tới ngã tư cái chú quẹo trái, thì tới ngã năm cái co lại như vậy nè, nha. Cái có cua xe cặp sát nè, cái quẹo cái là có tiệm tập quá, cái chú vô đó mua. Hoặc không á, kế đó có quán cà phê Diễm Hồng á, vô đó cũng có bán nữa. Tôi đi mua sim mà với số lượng nhiều á. Số lượng nhiều á? Ừ. Chú lên thành phố á, vô mấy cửa hàng điện thoại di động á, bán rẻ hơn đấy. Không phải, mua sim mà sim vườn nhà trồng á. Là tức là rễ cây sim á. À, vườn nhà chú em có trồng sim không? Dạ không. Vậy có biết chỗ nào chỉ tôi đi. Rễ sim bữa nay rất là được giá. Tôi mua tới 50.000 một ký luôn đó. Trời. Ờ. Có giá gì vậy? Chú biết ở đâu chỉ tôi đi. Dạ không biết. Nhưng mà có rễ sim gần được không? Ờ nó đó. Sim gần nha. Ừ. Sim gần thì bây giờ chú đi. À, không ấy bây giờ chú về đi. Để con tự đào rồi con bán chú được không? Tất nhiên là được rồi. Trong này có số điện thoại của tôi nè. Dạ. Khi nào mà có số lượng nhiều rồi á thì alo cho tôi tới, tôi mua nha. Dạ. Vậy hết. Dạ. Có gì alo tôi liền nha. Dạ có alo liền. Dũng quá. Đàn cò trắng bay về nơi tả ngàn, nhắn dùng anh nơi hồ ngàn nhớ chàng. Ui mày cò. Ê ba hít, tao thấy mày hít giết gì quên tên mày ba lít luôn á. Chạy đâu mày? Ui cái gì ba hít? Đi đâu ra ruộng trễ vậy? Hôm nay không có đi ruộng mà đi làm chuyện đại sự. Là gì? Đi đào rễ sim. Đào rễ sim chuyện đại sự. Ủa mà đào làm gì? Bán. Đang có người thu mua giá cao lắm, 50.000 một ký luôn á. Ê
Phải cái ông già già mà mấy bữa nay chạy chiếc xe máy xuống dưới xóm mình hoài nè phải không? À đúng rồi á, ổng á. Ủa, người ở đâu mà tự nhiên xuống xóm mình mua ghế sim làm gì trời? Thì chắc mua về làm thuốc hay ngâm rượu uống gì đó. Đứng suy nghĩ đi coi ổng làm gì nha, đi đào đi. Đứng nghỉ, đứng suy nghĩ đi. Co, bởi co. Dạ tía. Mày dạo này đi về nhà tía mày không có dòm trước dòm sau gì chơi nha. Dạ con đi mừng mà tía. Đi đâu giá cuốc vậy? Dạ đi đào sim. Sim gì? Dễ sim á tía. Ở đâu đào? Thì dọc bìa gần mình nè. Đào bắn rễ sim đó để làm cái gì? Dạ bán. Ai mua đó? Dạ nhiều người mua lắm á tía. Ủa, mua đó để làm gì? Nó còn đâu biết đâu. Trời đất ơi, mày đào kia đó đâu có được mày. Sao không được tía? Chết bằng cái rừng của ta đó. Thế nó làm sao chứ, con đào có chút xíu rồi, lấy gì chết. Thì tự tự nó nhiều, đâu phải mình mày đào đâu. Mình đào được thì người khác là đào được. Đào cắt cái rễ hết rồi cái cây sao nó sống được. Bởi vì mày thấy không, thiên tai mày thấy không, phá rừng phá đất riết rồi bây giờ nó lỡ sạt sóng gió. Mày thấy từ hồi nào tới giờ đó, cái Việt Nam mình, cái Phú Quốc đó, có khi nào mình mà nước lụt không, nước ngập không? Đà Lạt đó có khi nào nước lụt nước ngập không? Mà năm nay đó mày thấy không, nó ngập nó lụt hết chân đó. Con có đào hai chỗ đó đâu tí la con. Mày không đào nhưng mà người khác đã đào. Nó phá rừng, nó cất nhà, nó bán đất, làm thế này thế khác. Đó mày thấy thiên nhiên bây giờ không? Không có được. Dạ biết rồi tía. Muốn sống cho lâu nha là không có phá rừng phá núi ra chưa? Dạ biết rồi. Nói vậy con đi đâu nữa? Con đi về. Ừ về đi. Không có được phá rừng phá đất nha. Dạ. Năm ký là nhiêu? 250. Của hai đứa là 250. Đây. Từ lát kia kìa. Trời ơi đúng là tiền tươi thóc thiệt. Nè, anh cũng cần mua số lượng rất là lớn, nên mấy đứa về á coi rủ anh em hay là bà con ở nhà gì đó đi đào thêm đi. Dạ để tụi tôi đi đào tiếp. Là bao nhiêu cũng lấy luôn hả? Đúng rồi, anh cần mua rất là nhiều, mà có thể là ngày mai là sẽ lên giá nữa đó. Ồ lên giá nữa? Ừ. Ngon ngon. Trời ơi. Ủa Tèo, ông cũng đi đào sim nữa hả? Đào chứ mày, có tiền phải làm hết chứ. Công nhận đánh hơi nhanh dữ nha. Mày nhanh hơn tao nữa. 4 ký nha. 4 ký hả? Ừ. Ký sao mày? 200 luôn hả? Trời ngon mày. Cảm ơn chú. Ít hơn, mình 250, mình nhiều hơn. Mình tới 2 thằng. Ngày mai á là tôi cần mua số lượng nhiều, mấy em về á cố gắng đào lên nha, đem đến đây bao nhiêu cũng lấy hết á. Mình gom ghế sim nhiều vậy về mình làm gì vậy? Anh không có xài, nhưng mà anh thu gom này á là thu gom cho người ta, thành ra là số lượng rất là nhiều. Ngày mai tôi lên thêm 10.000 một ký nữa là 60. Trời ơi. Công nhận ta nói nghe, phi thường bất phú, kinh doanh là dễ làm giàu, bởi vì giờ ai cũng gom súng nhau đi kinh doanh để làm giàu. Ê vậy giờ mình đi đầu sim đi. 20, 30, 80, 8, 28, 48, 98. Vậy đi. Rồi hôm nay anh không ra ruộng luôn hả? Ờ à, không em. Hôm nay người ta đi thôn mua rễ sim. Mua rễ của cây sim? Ừ. Trời ơi, tiền tôi thóc thiệt. Đỡ hơn mừng ruộng. Phải đợi tới hết ruộng rồi mình mới bán, mới có tiền. Rồi nói vậy tính bỏ bê ruộng luôn hay sao? Thì đâu có. Với lại ruộng còn ở đó, lo bán 3 rễ sim xong thì mình quay lại mình mừng ruộng được mà. Em thấy không được rồi đó. Sao? Lỡ bữa nửa đói, không lẽ nấu cái rễ cây sim đó lên uống cầm chừng hả? Gì thì gì, ở trong nhà có lúa có gạo vẫn hơn chứ. Ờ, anh biết rồi, mai anh đi mừng ruộng. Ủa mà anh? Ừ? Rễ của cây sim đó nó có công dụng gì mà người ta mua nhiều dữ vậy? Thì người ta mua về chắc ngâm rượu hay làm thuốc gì đó. Ủa trị bệnh gì mà ngâm rượu? Anh đâu biết đâu. Mua được giá lắm nha em. Tự 50 ngàn một ký rễ. 50 ngàn? Ừ. Chà, mắc dữ ta.
Ủa mà anh, rồi không lẽ lấy cây rễ cây sim đó giục luôn cái thân vậy hả? Ờ, người ta mua rễ bán rễ thôi. Mà có sao đâu em, ba cái cây đó nó mọc dứt da dứt dưỡng dọc bờ đường, mình đào đi thoải mái, có gì đâu. Tao nói thời buổi bây giờ làm ăn cái gì cũng khó khăn hết. Hỡi có tiền cái là ai cũng hùa theo đi làm hết. Tao thấy người hùa đầu tiên là mày á ba Lít. Ôi, chim trời cá nước, ai bắt được nó ăn chứ. Biết vậy bữa tao khỏi nói nghe luôn. Có tiền anh em cùng kiếm mày. À kệ đi, trời mà tức quá ha. Giờ tới một cái ghẻ nhỏ xíu thôi, kiếm còn không ra nữa. Biết gì ngày xưa tao đào cá đống luôn, tao để dành giờ tao bán được rồi. Biết kệ người ta đi. Mấy chú mấy chú cho tôi hỏi thăm, hình như là buổi chiều ở đây có người thu mua rễ sim đúng không? Dạ đúng rồi. Bọn chú có rễ sim bán hả? Tôi có mấy bao nè. Rồi xuống đây ngồi đợi 1-2 tiếng nữa thương lái tới. Phải chờ 1-2 tiếng thương lái mới tới hả? Sao ta, tôi giờ tôi đang có công chuyện gấp mà vậy á, lỡ việc của tôi hết trơn à. Ngồi đi chứ người ta chưa tới biết sao giờ. Đúng rồi, chưa hết đợi chú chú ơi. Giờ làm sao ta, tôi nói mấy chú nghe, tôi đang có công chuyện gấp mà bây giờ chờ vậy á là hư việc của tôi hết. Mấy chú ở đây, mấy chú bán giùm tôi mấy cái bao này nha. Thôi chú ơi, chú ở đây chú chờ bán đi chứ ai đâu bán giùm. Của chú bán đi. Đúng rồi, mấy chú bán giùm tôi đi, rồi tôi tính 40.000 ký thôi. Đợi xíu hỏi ý, ta thâu vô nhiêu ký? 60.000. Vậy là mình lời 1 ký được 60.000. Gì khùng quá, lại có 20.000. Ừ, 40.000 vốn rồi. 1 ký là 20.000 cũng nhiều lắm chú. Thôi còn nhiêu ký vậy? Chú cái nhiêu đây là nhiêu ký gãy sim vậy? Ba bao này á là cũng hơn 20 ký, nhưng mà không ấy vậy, tôi tính chẳng 20 ký thôi. Hỏi ý tí. Đợi xíu. Lời 1 ký 20.000 là 400.000. Đúng ra. Ê, không ấy giờ ba anh em mình hùng tiền lên đi, có gì lời chia. Thôi mắc công lắm. À không ấy bây giờ cho tôi mượn lương luôn đi, cái này để tôi gánh cho. Rồi chia làm sao? Chia gì, tôi ăn đủ. Cái gì vậy? Sao chê cha người ta quá vậy? Ờ, không có tiền rồi ăn lời. À, thôi vậy chia ba đi. Ừ, hùng tiền đi, 800.000 ha. Tôi 500. Ta 100. 500 là kiểm tra hàng. Ồ, ừ dữ à. 20 ký là 700.000. Gì? 800. 800. Ơi, gì nói tức thì. Ờ. Chú à, tao hay quên lắm. Ờ, 800. Hàng ngon không? Ngon. Tươi không? À, ủa anh. Cái này nè, anh đào đâu ra vậy? Không phải một mình tôi đào đâu, mà nguyên một cái xóm tôi ở dưới kia đào á, người ta gửi tôi lên để bán giùm nó. Ừ. Ủa sao mắc mớ vậy, ở dưới không bán mà lên trên đây bán? Thì đâu có ai xuống dưới mua đâu, thì tôi phải trở lên đây bán nè. Mà tôi nói mấy chú nghe, nguồn hàng của tôi rất là dồi dào, có nhiều lắm. Không ấy vậy đi ha, đi lên đây mà phải chờ đợi lâu lắm. Đúng rồi, đúng rồi, lâu lắm. Nhiều khi mấy người kia lên đây đợi mấy ngày luôn mới bán được á. Ờ, ở đây đâu có ai mua đâu, chỉ đúng có ba này mua. Đúng à. Rồi, đúng rồi, ba con mua. Thế vậy hen, bây giờ á, tôi đưa số điện thoại cho mấy chú. Cái khi nào có hàng á, rồi tôi trở lên đây, cái đầu tôi bán cho mấy chú. Tôi khỏi phải chờ. 11 ba cứ có nhiều đem lên đây, tụi con mua hết. Rồi tụi con ở đây, tụi con giăng nắng, tụi con chờ người ta tới mua giùm cho. Bấm số đi. 0909. Đó. Rồi, qua chưa vậy? Rồi. Qua rồi đó. Đó. Có gì cứ liên hệ qua nhau. Rồi. Làm ăn lâu dài luôn. Rồi. Ê, để. Gì vậy? Hả? Xe tôi. Quên. Lấy đồ xuống trả xe chú. Không phải. Nhớ muốn đem lên bán tụi con nghe. Cẩn thận. Rồi. Vậy nha. Rồi, tới luôn. Chú bánh. Yeah. Chủ nhà ơi. Chú ơi. Có gì không? Dạ, cho con hỏi thăm xíu chú. Vô đây mày. Dạ, con chào chú. Hỏi gì? Dạ, chú cho con hỏi nhà mình có nuôi trâu không vậy chú? Làm nông rồi phải nuôi trâu rồi, cày ruộng chứ, ngồi đó đi. Dạ, con cảm ơn chú. Nước đi. Hỏi trâu làm gì? Dạ, con đi mua móng trâu hả chú? Mua móng trâu làm gì? Dạ, con mua móng trâu để xuất khẩu đi nước ngoài. Dạo này á, ở nước ngoài á, người ta rất là chuộng móng trâu, nên móng trâu á, có giá dữ lắm chú. Con trâu người ta có 4 cái chân à, rồi mà đi mua 4 cái móng, rồi con trâu sao nó đứng đi cài được chú? Con trâu nó đâu cần đứng đâu chú,
bốn cái móng của nó đã gấp đôi tiền con trâu rồi. Bây giờ á, mình thịt nó đi, mình lấy móng bán chú. Thôi mày đừng có tào lao, mày đi nghe ở đâu vậy? Tự nhiên là con trâu người ta mày đi mua bốn cái móng, mày làm chuyện ác nhân sao đất vậy? Thôi đi đi, tao điện báo công an à. Dạ, vậy thôi, con chào chú. Phá hoại mùa màng hả? Khùng. Quá đáng lắm luôn. Thiệt, quá đáng quá trời luôn á. Gì quá đáng? Cái ông bán gãy sim cho mình á. Sao? Lúc đầu Hu bán 40 ngàn, cái giờ lên 45 ngàn, cái giờ ông lên 55 ngàn luôn rồi. Quá đáng lắm luôn á. Ui, hai ruột. Đâu thông minh tính giùm tôi cái này coi. Ổng bán cho mình giá 55, mình bán ra giá 70. Ở đây mình có khoảng 200 kg, mình bán ra là 1 kg mình lời được bao nhiêu? 15 ngàn. Là mỗi người được lời 5 ngàn. Mà trên 200 kg. Ê, coi bộ cũng ngon ha. Mình khỏi phải mất công đi đào. Coi nắng nơi cực khổ. Ê. Thì bởi vậy Giang Xẻo Lá mình bây giờ ai cũng chuyển qua kinh doanh mua rễ sim hết trơn rồi, đâu phải một mình làm đâu. Ê, cái ông thương lái này sao giờ này chưa lại nữa ta? Mấy tiếng đồng hồ luôn. Đợi nãy giờ không thấy tới. Mà lít, ngồi hết hết hoài. Lấy điện thoại gọi ổng rồi chừng nào ổng tới. Ờ ha, quên. Kêu ổng lại lẹ nha. Không hôn là trễ là bán người khác. Không là lên giá. Ừ, kiếm món khác bán luôn. Ừ. Thôi. Gì? Sao cái điện thoại ổng tao điện ỏi vậy? Ê, hai bay ơi. Hai bay ơi. Hai đứa bay có cảm giác giống tao không? Cảm giác gì? Có khi nào mình bị gạt không? Chắc không đâu. Nhiều khi ổng chạy xe dọc đường xe hư, hay là ổng bị tai nạn gì đó tắt điện thoại. Mày đừng có tự an ủi bản thân mình nha. Chạy xe, té xe hư xe gì đó tắt máy làm chi? Tự nhiên hư xe tắt máy làm gì? Ê, với sự thông minh của hai người á, nghĩ coi ba đứa mình gánh hết nhiều. Dạ, mời tí uống nước. Bữa nay tí biết vì sao tụi con bị ta lừa. Nói vậy là tí không trách tụi con nữa hả tí? Trách thì vẫn trách, nhưng mà tí biết tụi con bị đánh vô cái lòng tham. Mà trên đời này mấy ai không tham, không ham sân si với nhau, chỉ thấy cái lợi trước mắt thôi, chứ không có thấy được cái hại lâu dài. Ủa sao tía biết tụi con bị lừa vậy? Mới chiều qua nè, có thằng là tới nhà mình đòi mua móng trâu nè. Ủa vậy hả tía? Nó bốn cái móng con trâu đó, bắt gấp đôi cái thịt con trâu luôn. Sao tía không chịu nói con? Chi vậy? Để con bán gỡ lại vụ tiền rễ sim. Tao đập mắt dịch à. Để con trâu mày đi cưa bốn cái giò mày đi bán hả? Dạ. Mày đừng có làm ăn cái chuyện mất đất chứ nghe. Tao cưa hai cái giò mày tao bán, mày chịu nổi không? Tao cấm mà. Chú em chạy xe ôm đúng không? Dạ đúng rồi, anh đi đâu vậy? Có rành cái Xẻo Lá này không vậy? Trời, hỏi ngộ không? Người ta xe ôm, người ta dần Xẻo Lá rồi, hỏi rành đường không? Đi đâu em chở cho? Tôi muốn chú em chở tôi đi vòng vòng. Kiếm nhà hả? Tôi đi mua hàng. Mua gì? Tôi đi mua cao non á. Chú em chở tôi tới nhà nào mà có cao non á, để tôi mua. Vậy là anh là dân buôn đồ này kia ha? Chính xác. Nè, tiền công tôi trả cho chú 200 ngàn. 200 ngàn hả? Trời vòng vòng không nói 200 ngàn. Hứa chắc không? 200 ngàn nha. Lên liền. Đúng người đúng thời điểm rồi. Hứa nghe, 200 ngàn á. Anh nói kỳ vậy anh Tèo? Ủa nào giờ người ta lấy cao già người ta ăn, chứ có ai hái cao non ăn đâu. Ai biết đâu, chứ không để tao nói dốc mày. Bữa hổm tao chở ông khách đó đi kiếm mối mua cao mà tao bắt tận tay gai tận mắt chứ bộ. Trời, nó làm gì anh đi bắt ghen người ta? Không phải bắt ghen, mà tao bắt gặp. Tao bắt gặp ổng xách bao cao non, tao còn chở bao cao non gì mỏng mà. Đúng rồi, thằng Tèo nói mày tin nó đi. Ước gì bà tao ngày xưa nhai cao rồi rải mầm cao khắp vườn đất nhà tao.
Ước gì tao cũng có bà. Tôi ước gì? Ủa, tôi có nguyên cái giường cao của tía tôi. Tôi cũng có bà ăn cao mà. Mất gì phải ước. Thôi, về nhà tía hái cao. Dạ tía, con mới qua. Ừ, có chuyện gì không con? Dạ tía, à? Như cao của nhà mình á, nó mới vừa ra trái không tía? Ừ, ra quá trời, một cây nào cũng có ra hai ba quậy chứ. Dạ tía, tía cho con leo lên hái nha. Ừ, hái làm gì làm đi chứ để chi. Tía, tía có ăn không? Trời ơi, tao ăn chậu cao gì đâu. Để đây con. Không vậy, con hái hết rồi nha tía. Ừ, hái làm gì làm đi chứ để chi. Dạ ba, cái này con leo 1 phút 30 giây. Sẵn rồi kéo mấy cái tàu bò khô xuống luôn nha con. Dạ. Ủa thằng này làm gì mà xin cao mà bẻ hết dữ vậy trời. À. Vậy bãi. Mới đây xin cầu que rồi. Dạ. Dạ. Cái gì? Con leo lên cây cao, con trượt xuống. Trời ơi, leo cây, leo cối, từ từ thôi. Hái cho ai ăn đâu mà gấp dữ vậy? Dạ, cũng bán tía. Tao thu mua cao non á, mà giá cao lắm tía. Thâu nguyên buồn á, cân ký, tới 120.000 ký. Gần đây sao thương lái nó hay vô xẻo lá mình mua ba cái đồ lạ không nha? Không có thằng đi mua móng trâu. Dạ. Còn thằng mua rễ cây sim. Ủa nó mua làm gì? Thì chắc người ta mua cao non về người ta xây làm bột cao hay gì đó cũng đâu biết đâu tía. Ủa rồi thằng mua ra đâu? Còn cũng không biết nữa, mà chiều mai ổng ghé lại. Chiều mai nó ghé hả? Dạ. Chiều mai dẫn tía đi gặp nó nghe. Dạ. Ui, bác hai, lại tính tiền hộ con ơi. Lộc các ơi. Ủa quen kêu, hả chú hai quen hả? Kêu lột thì mình cứ lột đi, có gì đâu. Kêu kháo mặt ra để ta nhìn bà con, có gì đâu. Ui, ghé nhà tôi hỏi mua móng trâu đó nha không. Ui, cái ông này hôm bữa kêu mình mua sim nè. Ông này là cái ông bữa hộp tôi chở đi mua cao non nè. Ủa sao kỳ vậy? Ông tự biên rồi, ông tự diễn luôn kìa. Hèn chi ai cũng đi kinh doanh hết trơn. Ông tự mua rồi tự bán luôn, rồi tự làm giàu luôn vậy hả? Mày biết không, nó đi mua cái này nè để nó phá hoại mùa màng nông dân mình đó. Đời thở ai mà mua móng trâu làm gì? Mấy con bay ham lợi nhuận á, phải không? Vậy cắt chân mấy con trâu đem đi bán với ba cái rễ cây sim á, cắt cái rễ cái là chết cái cây người ta rồi. Còn cao người ta vậy đó, mày mua cái trái cao mà non để làm gì? Phá hoại mùa màng đó hả? Tía nói như vậy làm con thấy có lỗi với mấy cây cao nhà tiếu quá. Vậy tao cũng thấy có lỗi với rừng sim của tao quá, có lỗi với mấy đứa con nít xẻo lá nữa. Mới mốt lấy gì nó vô trong rừng sim, nó hái sim, nó có ký ức tuổi thơ của nó. Tại ông á. Ủa, rồi tao biết kiếm cái gì để có lỗi đây ta? Tao thấy tao cũng sắp có lỗi với ba thằng bay. Ủa, chú hai bị gạt hả? Vụ gì bác hai? Chiều nay về đó là phải xử ba thằng bay nè. Cái tội ngu á, cái tội ham tiền á, ham lợi nhuận á, nghe lời người ta đi làm mấy cái chuyện tầm bậy đó, ảnh hưởng tới bà con nông dân mình nè. Đó, còn mày, tao nói rồi đó ngang, một chút nữa trên xã người ta xuống tới đây nè, người ta dẫn mày về trên đó, mày phải khai ra cái thằng nào chủ mưu mày, thấy không? Đi phá hoại mùa màng của người ta. Bắt hết đi, đủ quân bất nhân. Rốt cuộc rồi cũng hại nhau. Làm gì mà ngồi lẩm bẩm mình vậy? Ai đời đi mua rễ sim, móng trâu, cao non, rồi dân mình đổ sâu đi gom. Cây chưa có kịp lớn đem đổ, trái chưa kịp ra đem hái, nó thu hết sạch. Rồi hết hàng thì dân mình đi kiếm, nên nó bung hàng ra, bán gấp 10 lần. Trời đất ơi, đồ cái quân ăn cướp. Đúng là cái thời buổi nhiễu nhương thiệt chứ. Thằng bấy coi nhà mình nhẹ dạ, dính trưởng luôn. Thằng bái cò cũng đi thâu hàng cho nó hả? Ừ. Vậy rồi mấy buồng cao non ở nhà mình là nó chặt á hả? Chính hắn vậy. Tôi cho. Trời đất ơi. Bà tính đâu hả? Kiếm nhái. Không có nói với con nhái là tôi nói con bái cò dính trưởng nha. Ông mới nói đó gì nữa?
dám chơi không dám chịu. Bà nói á là tôi chối đó, bà chịu á. Ui à, sao này đau lưng dữ vậy trời, chết rồi. Trời ơi, nó đau dày làm sao mà phơi cái thao rồ nữa chứ. Ai à. Ủa, ổng về kìa. Ông gì? Nhờ chút đi. Nhờ gì nữa? Rảnh ông phơi giùm thao đồ một cái. Trời ơi, đau lưng quá phơi không được. Mấy đứa nhỏ đi công chuyện hết rồi. Thì đau lưng thì từ từ nó hết đau làm. Chứ giờ tôi bưng cái thao đồ tôi đi giặt đi phơi nữa. Bà con chồm sớm ta đi qua lại ta nhìn ngó ta cười thú đầu luôn hả? Tôi nói thiệt ông nghe, tôi bây giờ cũng lớn tuổi rồi, chết sống nay mai, có khi là tôi đi trước ông à. Ông cũng tập làm đi á là vừa. Lỡ mai mốt có gì á còn lo chăm sóc được cho bản thân rồi lo cho tụi nhỏ nữa. Nhưng không chịu làm gì hết trơn à. Tới đầu tính đó rồi, mệt quá. Bà dọn phòng chưa? Xịt dầu thơm rồi vô. Khách Việt Kiều ta sắp tới rồi đó. Dọn rồi. Bởi vì tôi chọn rồi sớm, giờ tôi làm nhiều quá nó mệt, bây giờ mới đau lưng không phơi được mới nhờ ông đây nè. Vừa phải thôi, ai biểu ráng chỉ cho nó đau lưng. Người gì đâu mà tính nó thiệt. Tính tình gì mà mấy chục năm rồi không thay đổi. Ủa bà không nghe ông bà mình có cái câu hả? Giang sơn dễ đổi, mà bản tính thì khó dời. Mệt quá. Bà đau lưng rồi bà la làng lên gì nó hết đau hay sao? Đau lưng rồi ta ngồi nghỉ đi. Rồi vô lấy cái dầu sức vô. Mệt quá. Đúng là chồng con nhờ đỡ được gì hết trơn. Mệt quá rồi để tôi làm cho. Rồi ngồi đi. Rồi bưng đi đâu vậy? Chưa phơi mà. Chưa phơi hả? Rồi để ra đây chút tôi ra tôi phơi cho. Ngồi đó nghỉ đi. Rồi cuối cùng á cũng quăng thao đồ đó chứ có chịu phơi đâu. Chồng với con thiệt tình. Chồng, chồng có mệt không đem sách phụ cho? Thôi đừng đâu, để em sách được rồi. Vô đây đâu có dịu. Dạ, chào quý khách. Có phải quý khách tới ở homestay không ạ? Dạ, đúng. Tôi là Adam Vĩnh. Bà xã tôi Tuyết Hương. Dạ. Tôi bên Mỹ mới về. Tuần trước tôi có điện đặt phòng đó. Dạ, đúng rồi. Dạ. Chồng, ở đây bông đẹp quá trời nè. Xíu nữa anh chụp hình cho em đi. Được rồi. Em ở đây xem bông nè ha. Để anh vô trỏng lấy phòng rồi anh sẽ ra chụp hình cho em. Dạ, mời ông thôi. Dạ. Rồi làm dáng nha, từ từ. Đâu cười coi. Đó. Thấy chưa? Rồi cười lên. Rồi cười lên. Đẹp. Người gì đâu mà vừa lịch sự còn yêu chiều vợ nữa chứ. Chẳng bù cho. Em chào chị. Ủa, chào cô. Dạ. Tối qua cô ngủ ngon không? Dạ, không khí ở đây trong lành nên đâm ra em ngủ ngon lắm chị. Em ngủ không biết gì luôn á. À, mà chị tên là gì vậy chị? Tôi hả? Dạ. Tôi tên Tư Măng. À. Mà ông nhà tôi á, ổng tên Hai Lúa. Cho nên mọi người á kêu tôi bằng chị Hai không à. Dạ, hay là em gọi chị là chị Hai nha, giống chị Hai lớn nhà em vậy đó. Dạ. Thì kêu gì cũng được. Ủa, mà chồng cô đâu rồi? Sao để cô ra đây có mình anh vậy?
Tại vì hồi sáng em đói bụng á, cái ảnh đó anh đi mua đồ ăn cho em ăn, mà ảnh không có cho em đi theo. Ảnh nói á, là em ở nhà đi, chứ đi ra ngoài á là sẽ bị đen da đó chị. Mèn ơi, chồng cưng dữ vậy đó hẹn. Dạ. Thiệt, không bù cho ông nhà tôi. Ổng khô lắm. Tôi nói ổng khô không khác gì vì ngói trên mái nhà. Làm gì mà có người đàn ông mà hoàn hảo đâu chị. Hồi xưa là em đâu có được yêu chiều vậy đâu chị. Mà do là em không biết kiếp á. Biết kiếp? Dạ. Biết kiếp gì ạ? Thì cũng bỏ thời gian ra, bỏ công sức ra đi học để mà giữ chồng đó chị. Vậy luôn á hả? Dạ. Mà nếu là chị muốn á thì em sẽ chỉ cho, đảm bảo là anh hai á là ảnh sẽ thương chị nhiều, yêu chị nhiều và đảm bảo là không rời chị nửa bước luôn á. Được không? Được mà. Mà chị nha, chị phải kẻ chân mày lên nè, rồi chị phải mặc đầm đồ vô. Chứ thời buổi này ai mà mặc đồ bà ba đâu chị. Đó là bí kíp giữ chồng đó chị, đảm bảo ngói cũng mềm. Xanh mỏ đỏ đầm đen. Trời ơi, ba má ơi, sợ ma quá. Anh thấy tôi đẹp không? Đẹp lắm. Tôi nói bà đừng buồn nha. Bữa nay bà tân trang, bà mặc cái đầm đó, tôi thấy đầm ra đầm mà bà ra bà. Nếu mà dòm cho kỹ đó, y như cái hình nộm bằng rơm mà đứng ở ngoài đầm rồi đó. Đặng canh, đừng cho chim xuống ăn lúa. Ông quá đáng lắm nghe. Uổng công tôi làm đẹp đủ thứ cho ông nhìn mà ông để ý gì tới đó. Ủa tôi nợ giờ tôi nhìn bà mấy chục năm nay rồi. Tôi nhìn kiểu kia không à. Kiểu này lạ. Tôi thấy tôi sợ ma lắm. Vì tôi không có quen à. Ủa cô Hương hả? Vô chơi cô. Dạ em có Hương mà em tên Hường. Dạ hả? Gọi nghỉ cô. Ủa trời ơi chị hai chuẩn không cần chỉnh luôn nha. Trời ơi. Được không? Nhưng mà chuẩn không cần chỉnh giờ mới như con quả đen đó không thấy hả? Em thấy đẹp mà anh hai. Thôi kệ đi cô ơi, hơi đâu mà nói với người không có mắt thẩm mỹ. Được rồi kệ, tôi không có mắt thẩm mỹ vậy đó. Cái đẹp mà không biết chiêm ngưỡng. Chị hai nè, cho chị á, chị ăn đi cho đẹp da đẹp dáng nha. Cảm ơn cô nghe. Thôi em xin phép về phòng. Anh hai ở lại chiêm ngưỡng chị hai nha. Tôi thấy phong cách bà giống như cô Hường đó đó. Tôi làm gì? Bực mình lắm không biết không? Làm đẹp da. Trời ơi, bé dập mặt có bữa, tào lao. Đó, cô thấy đó, ổng coi tôi á, có khác gì là trò hề đâu. Đúng là thiệt, người gì mà lạnh lùng như sắt đá. Chị, thôi chị đừng buồn nữa, lần này á, em sẽ cho chị một cái thực đơn bổ dưỡng cho anh nhà, con đường ngắn nhất đến trái tim của người đàn ông. Là thông qua dạ dày. Tối nay bà làm gì mà đãi tôi thấy trịnh trọng quá vậy? Có gì đâu trịnh trọng. Ăn nhiều vô nghe. Ăn đi ông, cầm đũa lên. Làm gì mà để tôi bò nè, hộp gạp la nè, phô mai nè, xúc xích nè,
khoai tây nè. Có chuyện gì không? Chuyện gì đâu, ăn đi. Ngon không? Ngon. Ngon là phải ăn nhiều, ăn hết cái này luôn á. Ngon. Ông ăn nãy giờ cái trái tim ông có thấy nó khang khát chưa? Chưa. Thì biết ngon à. Trái tim á, làm đây là nó đâu ảnh hưởng tới cái bao tử mình đâu. Không, nó có thông nhau á. Có, đâu có đường ống dẫn đâu qua được. Có, nó có thông nhau mà. Vậy là ăn đi, ăn nhiều nhiều chút nữa đi, nó thông đó. Chút nữa không biết sao chứ giờ tôi chưa thấy đâu. Vậy ăn nữa đi, ăn nhiều vô. Ừ. Ăn hết miếng này luôn đi nè. Từ. Ăn đi. Ông, tôi nấu đồ ăn vậy đó, ông ăn thấy ngon không? Được không? Ăn cũng được đó, nhưng mà nó cũng không quen lắm. Tôi dành cả buổi chiều nấu cho ông luôn đó. Tôi cũng ráng tôi ăn nhiều vô đó. Kỳ cục bụng nó cứ sôi ngục hoài, khó chịu chết luôn. Vậy chắc là cái đường lên trái tim nó đang thông đó. Gì nữa đây? Gì đường lên trái tim? Để, có gì đâu. Thì tôi thấy dạo này ông hơi ốm nên nấu đồ ăn tẩm bổ cho ông thôi. Anh ách trong bụng này nè. Nó nặng nề chỗ này khó chịu chết luôn. Ông đi đâu á? Đi vệ sinh cái, khó chịu quá. Ôi trời, tưởng cái thân già, ai về cái bụng nó cũng già luôn. Điều này chắc là ăn gì thêm ngoài đường này đúng không? Ăn cái gì? Nổi ba cái đồ tổng hợp của bà nấu đó. Cô ăn tôi còn muốn chết luôn đây nè. Bà ăn cái gì thêm nổi nữa mà ăn. Nấu như bình thường mấy chục năm nay được rồi. Bà đặt nấu bắt cái đồ Tây, đồ U vô chi vậy quá. Ráng giọng cán hết bắt cái đồ của bà về đau bụng muốn chết luôn. Tôi cũng muốn tẩm bổ cho ông thôi mà. Tẩm cái gì? Cái này bà tẩn tôi thì có. Ây da. Ây da. Đau nữa hả? Ây da trời. Nữa. Có ổn không vậy trời? Thầy cha, anh thấy bữa nay bà xã đẹp quá ta. Ừ, cảm ơn ông xã. Nè. Dạ. Bữa nay ăn gì? À, đố ông xã là bữa nay em thích ăn gì nè? Tất nhiên là tôi đoán đúng rồi đó. Bánh u vào. Chỉ cái ông xã hiểu ý em nhất luôn á. Sao không hiểu ý em được? Nếu vậy thì anh phải đi mua bánh u cho em. Ở đây chờ anh ha. Dạ. Ok. Dạ nha. Chị hai, chuyện hôm qua sao rồi? Ui, hôm qua ông ăn nhiều thứ quá, cho nên ổng phải đi vệ sinh cả đêm luôn. Ủa sao kỳ vậy ta? Toàn là thức ăn bổ dưỡng không á. Ừ, thì hồi nào tới giờ ăn mấy món ăn thanh đạm nó quen rồi, cho nên giờ ăn thức ăn bổ dưỡng chắc cái dạ dày nó không chịu. Cho nên thức ăn nó đánh lộn cả đêm luôn. Chắc phải tìm cách khác rồi. Tôi nghĩ chắc chẳng còn cách nào khác đâu. Mình làm đủ thứ cách rồi mà có được gì đâu. Ổng á là con người sắt đá mà, dễ gì mà ổng thay đổi. Không dễ gì mềm được đâu cô ơi. Thôi chị đừng có buồn nữa. Phụ nữ là để yêu để thương mà chị. À, mà chị xưng hô với ông xã của chị sao? Thì cũng bình thường thôi. Thì tôi kêu ông. Rồi xưng ổng là tôi. Bỏ đi. Chị là phải xưng hô á, phải kêu bằng anh, xưng em. Còn không á là chồng cho em chứ. Trời ơi, nguộn miệng lắm á.
không nói được đâu. Có gì đâu mà ngượng miệng, chứ lạ sao quen mà. Được không? Được. Anh hai. Anh uống trà em pha có ngon không? Trời ơi, ba má ơi, lông mẹ lông con gì của tôi nó dựng đứng hết trơn rồi nè. Bà sao vậy? Có bệnh hoạn gì không? Bà gì? Anh kêu bằng em đi cho nó dễ nghe. Ngưng, ngưng ngay cái chỗ này giùm tôi. Tôi nổi da gà hết rồi nè. Bà xã. Dạ. Ăn gì không? Để anh đi mua cho em ăn. Em không có đói. Nhưng mà 3 giờ rồi, mỗi ngày giờ này em cũng ăn mà. Chỉ cần ở bên anh đó là em không có đói. Không có được, anh phải đi mua cho em ăn mới được. Chứ để đói bụng không có tốt đâu nha. Dạ, mất dịch còn làm ba cái chuyện chướng tai gai mắt. Vậy chứ hồi trẻ đó, ông có làm được như người ta với tôi không? Bà không có thể so sánh gì được. Tôi với bà đó là người nông thôn, không có làm mấy cái chuyện đó được. Già cả rồi, đứng đắn đàng hoàng. Vậy á, sao ông nói thiệt luôn đi. Ông nói là ông có thương yêu gì tôi hết á. Ông lấy tôi á là vì muốn đẻ con, nấu cơm cho ông ăn thôi. Ủa mấy hôm nay bà bị cái gì vậy? Bị cái gì mà trái tánh trái nết vậy hả? Có bị ai nhập không? Tôi mệt mỏi bà lắm rồi nghe. Vậy chứ ông nghĩ tôi không mệt mỏi hả? Tôi cũng mệt lắm á. Ông á, ông sống ích kỷ lắm. Ông chỉ biết ông thôi à. Ông không nghĩ gì tới cảm giác của tôi hết á. Ôi trời ơi, cái vụ gì trời? Anh nói tôi nghe. Anh nói anh không hạnh phúc mà sao đi chơi với chị? Cô là ai? Tôi á, là người yêu của chồng chị á. Ôi trời ơi, đi dày đẳng đi, từ từ nói chuyện. Chuyện này là sao hả? Trời ơi, để anh nói cho nghe. Tại vì mọi... Bữa nay em phải nói rõ ràng mọi chuyện mới được. Anh nói với em sao? Anh nói là anh sống không hạnh phúc. Rồi anh nói anh thương em. Rồi anh kêu em chờ quải đi. Công ty em chờ nãy giờ. Còn anh ở đây anh đi chơi với chị. Thôi mà đừng... Anh giờ có mấy giờ rồi nè? Bây giờ là 3 giờ 15 rồi anh thấy chưa? Anh nói á là anh đi mua đồ ăn cho tôi ăn. Để mà anh đi ra anh gặp con nhỏ này đúng không hả? Phải vậy đâu. Để từ từ anh nói. Chị thực tế là... Sao cô Tâm ở đây, rồi ông Vĩnh thì ở bên Mỹ, mà sao hai người quen biết nhau được? Tôi xin lỗi chị hai nha, tôi không có gây rối nhà chị đâu. Tôi với anh Vĩnh hả, quen nửa năm trên mạng rồi. Ảnh nói hả, ảnh là sống không hạnh phúc với vợ. Rồi ảnh nói là ảnh thương tôi, về Việt Nam cưới tôi á. Trời ơi, tôi lại cô đừng có nói nữa mà. Từ từ rồi tôi tính chứ. Từ từ anh ra ơi. Thì ra nghe chưa, là biết bao nhiêu cái điểm du lịch anh không đi, anh lại tới cái sạn sẹo lá này để anh quen cái cô nhỏ này phải không hả? Trời ơi, anh đã nói là không phải như vậy mà. Để chị, từ từ nói cho nghe. Chị nè, anh hết yêu chị rồi. Anh nói hả chị hả, vừa già nè, vừa xấu mà hung dữ với sư tử Hà Đông vậy. Trời đó. Trời ơi, cô đừng có nói nữa được không? Anh chỉ cho qua đường với cô thôi chứ không có thèm cưới cô đâu. Chị nói gì, chị nói gì vậy? Bình tĩnh. Hai người làm cái gì la lối không có giải quyết được chuyện gì đâu. Từ từ. Tại cổ á, tại ảnh. Ây da. Ây da, trời. Đau. Ủa, cô chưa trả tiền phòng cho tôi. Tôi để tiền trên bàn trong phòng đó. Bà xã, trời, bà xã, đã lấy đồ. Gửi gì?
Cười vô. Thì tôi cười lấy lòng ông. Có phải bà bắt chước cô Hường, bà làm ba cái chuyện tào lao đó không? Bà hồi nào hồi sao, bây giờ bà để ý vậy đi. Bà đặt sửa tướng đi, rồi ăn mặc, nói năng, bộ tịch. Tôi hồi nào tới giờ tôi là người Việt Nam, thì bà làm ơn bà nấu món Việt Nam cho tôi ăn đi. Thì cá kho, canh chua, bông điên điển đơn giản vậy thôi. Bây giờ bà bày đặt bà bày ra bà nấu món Tây. Ủa bà hồi nào giờ bà có nấu món Tây không? Bà bắt chước cô Hường, bà nếm ăn vô muốn ói, đau bụng muốn chết. Ủa bà làm gì chứ vậy? Thì tôi cũng muốn ông á, cũng thương yêu vợ, giống như người ta vậy đó. Ủa, vậy với tôi nào giờ tôi cục mịch nông dân vậy đây bà chê bà không chịu phải không? Bà muốn tôi giống cái trai Việt Kiều đó đó hả? Đầu cổ chảy chuốt, cái đầu bóng lưỡng, đeo cọng dây chuyền mà bắp tay vậy đó hả? Hả? Tôi nói bà hoài, tôi nói ngày, nói đêm, mà bà không chịu nghe. Bà đừng có nhìn cái bề ngoài, mà bà đánh giá một cái con người ta bên trong như vậy. Thấy không? Tôi á, tuy cục mịch vậy đó, nông dân vậy đó, nhưng mà tôi làm gì tôi cũng nghĩ tới bà. Tôi nghĩ tới gia đình này, tôi nghĩ tới mấy đứa nhỏ. Muốn làm gì tôi cũng phải nghĩ tới cái sinh mạng cho cái gia đình này nè. Bày đất tàu láo cực vô. Làm gì đứng phơi đồ cười chúm chím người vậy? Nhớ con cha nào hay gì? Ủa mà bà hết đau lưng thì sao tôi thấy bà phơi đồ khí thế vậy? Còn đau chứ. Nhưng mà giờ không ai phụ mình thì mình phải ráng phơi thôi. Bởi vì tôi nói á, thấy không đó, có con người mà làm ăn mà không có chịu động não á, rồi đau đớn rồi đứng đó mà than thân trách phận. Đây nè, để tôi làm cho. Đó, bà khỏi có khôm. Nè, chỉ cần đứng gì thôi. Măng chỉ cần măng đứng gì thôi, măng khỏi có khôm xuống thì sao đau lưng được, phải không? Đúng. Không nghĩ ra. Trời ơi, bởi vì ta phải làm ăn, ta phải động não, phải không? Ủa sao tự nhiên bữa nay quan tâm tôi dữ vậy? Tại vì tôi thấy bà có cố gắng, bà có phấn đấu. Thành thử tôi phải quan tâm lại bà, chứ tôi đâu phải con người vô tâm. Cố gắng gì đâu, cố gắng. Có, bà nhớ đi, tôi thấy bà có cố gắng đó. Ở đời mà có qua có lại mới tỏi lòng nhau, phải không? Bữa hôm tôi thấy bà than thân trách phận á, bà nói tôi cái tánh tình đó, bà mệt mỏi cái tánh tình của tôi sao đó. Bữa nay có tôi đi nè, bà góp ý đi, đừng tôi biết tôi sửa. Thôi khỏi, không có cần sửa gì đâu, cứ giữ nguyên vậy cho tôi. Giữ nguyên y cũ phải không? Cục mịch cũng được, khô như ngói cũng được, miễn thiệt tình với tôi là được rồi. Ủa, sao? Khô ngon không ông? Ngon, khô này mà làm mồi nhậu á, là bá cháy luôn. Vậy lát tôi đem qua cho vợ chồng hai nhái mớ. Trời đất, bà gả con chứ phải bùi của đâu mà cái chuyện đem bển trơn vậy? Thì vợ chồng nó còn trẻ, với lại tụi nó cũng ở riêng nữa. Có gì mình chạy qua chạy lại đi chăm sóc tụi nó cũng được chứ. Dạ thế má, con mới qua. Ủa nhái, dạ. Sao qua sớm vậy con? Ủa nhỏ làm mập đúng không? Dạ thằng nhỏ nó đang ngủ bệnh á, cái con điên mình luôn. Con mua đồ gần đây nè, con sẵn qua thăm tí má. Mày mà không qua đây, một lát bạn qua bển nè. Ủa má qua con chi vậy má? Thì má đi chợ á, mới mua mới khô này nè. Thấy ngon quá, tính lát đem qua cho vợ chồng bay đó. Mèn đét ơi, trời khô ngon dữ trời. Trời cái món này là con thích lắm luôn á.
Trời ơi, con ghiền ba cái khô này dữ lắm nè. Thì sao hồi lúc trước má mua cho con rồi giờ mới mua cái lóng vậy? Thì lúc trước má đâu có biết nó ngon. Thì giờ tía mày khen ngon rồi mới tính đem qua cho tụi bay nè. Mà nó không có mặn hay ha. Vừa ăn ghê á. Nhai. Dạ. Có chồng rồi. Ăn uống ý tứ chút xíu coi. Tía ngồi đây để đây mà kêu vậy. Ăn uống ý tứ gì trơn à. Mà tía mà nói chuyện ăn uống tía cũng rầy con nữa. Tao nói còn cãi nữa. Đó, coi cái tướng ngồi kìa. Mày ngồi cái tướng mày tao tưởng nước lụt tới nơi rồi đó. Bỏ chứ nhúc ơi. Tía, ngay tía sao vậy? Nè, hồi xưa ở trong nhà thì sao cũng được. Bây giờ làm dâu rồi, thấy không? Từ ăn uống là đi đứng cũng phải ý tứ một chút. Chứ mấy tao quánh giá hiểu không? Ai quánh giá đâu chứ ơi. Ngồi sao thấy thoải mái được rồi. Càng nhặn chi ba cái chuyện đó. Phải hả? Tía má chồng con đâu trách chức chi ba chuyện này đâu. Tía má nói lại. Nè, tao nói mà không nghe, mày mốt mà người ta mang vốn tao đánh chết tía mày luôn đó. Chết tía ai? Nè, tía mày nói đúng đó. Bây giờ á, có chồng rồi thì phải ý tứ một chút. Chứ không phải nhiều người lúc còn ở nhà mình đâu. Con biết rồi. Nhái này sẽ không để cho tía má phải mất mày mất mặt với ai hết trơn á. Ừ. Sao hả? Đi chợ. Chợ sớm vậy? Thì đi sớm sớm lựa mấy đồ ngon ngon để dành mai đã vợ chồng bảy cò. Chà, con bộ cưng con dâu dữ ha. Có hai vợ chồng buồn hiu à. Kêu tụi nó về ăn cơm cho vui cửa vui nhà. Vậy kêu nó sanh đứa đi. Gửi về đây vợ chồng mình nuôi cho nó vui cửa vui nhà. Thôi, chuyện con cái để tụi nó tự quyết định. Không mấy bà sanh đi. Tào lao quá mà. Đi chợ à. Mẹ thương bảo con thân gái đục trong, mai kia mốt nó còn đi lấy chồng. Giờ thì ba má chiều cưng, chẳng thèm liều lo lấy thân. Lỡ mai về bệnh khó lòng, nhà người ta xem chẳng dễ gì đâu. Ba bên bốn họ nhìn ra ngó vào, họ hàng cô bác thì đông. Mẹ chồng em dâu biết không, đừng ngồi nổi năng lừa lời. Bao thấy gì mà cười biết chi vậy vậy? Anh, hồi nãy em nằm mơ thấy tía má đang hát song ca với nhau luôn á. Rồi còn dặn em đủ thứ nữa chứ. Tía má dặn em gì? Tía má dặn á là cái cách mà về làm dâu bên nhà chồng như thế nào á. Tự nhiên nằm mơ gì đâu kỳ cục vậy? Bộ mới lấy chồng có mấy ngày nhớ tía má hả? Dạ nghe má. Dạ. Má gọi gì vậy? Má nói á, kêu em mai đừng đi chợ, hai vợ chồng qua bển ăn cơm. Vậy hả? Được. Má mới qua. Dạ. Gì mà sắp đồ nhiều vậy con? Má, ủa hôm nay ngày gì vậy má? Có ngày gì đâu. Tía bay á, không có ai ăn cơm ổng buồn. Ổng nói gọi điện kêu tụi con qua ăn cho nó vui. Trời đất ơi, vậy mà con tưởng nó ngày gì. Con đi ra chợ con mua quá trời đồ ăn luôn nè. Ủa má có dặn bảy cò nói đừng đi chợ rồi mà. Thì anh cũng có nói với con mà con tự đi mua thêm á. Thôi mà kệ đi,
lâu lâu mình ăn bữa hoành tráng đó ha. Ờ thì tùy. Dạ. Ủa mà con mua cái gì vậy? Dạ con mua cá lóc nè, cà chua, định làm cá lóc kho tộ, rồi mua bó rau muống về nấu canh chua rau muống á má. À, thấy được không? Mấy con... cái món này tía bay cũng thích lắm nè. À con có mua thêm mớ mực nữa nè, con định làm mực xào sa tế, má thấy thì sao? Ở nhà tía bay với lại bãi cò là thích ăn món mực dồn thịt, nhưng mà bây giờ mình xào sa tế đi, đổi đi cho nó lạ. Đổi vậy má. Ờ. À hồi nãy con có mua cái này nữa. Trời ơi bơm nãy bán ngon quá nên mua cũng mớ. Ờ nhưng mà cái cây ở trong nhà trong vườn cũng nhiều rồi con, mua mấy này coi chừng ta xịt thuốc á con. Thôi để đó đi, con lặt rau muống đi. Dạ, dạ. Ờ là cái má khâu cái áo cho tía rồi chút vô rồi má phụ con. Thì thôi để con vô con lấy cái rổ cái. Ừ, lặt đi con. Dạ. Khâu áo cho tía bay cái. Ủa rau muống tươi ghê không? Ờ nhìn bó rau muống là thấy ngon rồi, biết thấy là biết đi chợ rồi đó. Thì ở nhà con hay đi chợ giùm má con hoài à. Ủa, khoan. Dạ? Con bỏ nhiều vậy, bỏ ít thôi con, bỏ mấy cái lá dưới gốc này thôi nè. Còn cái đọt này mình ăn được mà. Đâu? Đây nè. Má con dặn là phải bỏ hết mấy cái lá này đi, chỉ lấy cái cọng trong ăn nó mới giòn mới ngon chứ má. Má biết rồi nhưng mà bỏ mấy cái lá dưới gốc thôi, rồi mình cái đọt này mình ăn được mấy cái lá trên này nó cũng ngon. Bỏ vậy nhiều nó phí lắm con, mình bỏ ít ít thôi. Hay để má lặt rau cho. Con kho cá đi. Cái rau này má lặt cho, lặt chút xíu xong hà. Dạ. Kho cà chua. Ủa? Dạ. Cái bịch đen đen đó là gì vậy con? Dạ là mỡ heo á, mình mà kho với cá là số dách luôn á má. Ờ mỡ heo kho với cá lóc thì cũng ngon á, nhưng dạ. Mà không được con ơi, tía con á ổng bị cholesterol cao, mình không có kho được với mỡ heo đâu. Ủa mình không kho với mỡ heo mình kho gì má? Kho dầu đi con, dầu cũng ngon á, má để cho dầu trong tủ á. Dạ, dạ. Hay để má làm cho. Thôi. Hả? Cái này con làm được cũng làm hàng ngày rồi, dở hợp không có gì đâu má. Ờ nói vậy chứ tía bay á cũng kén ăn lắm á, làm mà không vừa ý á không ăn đâu. Trời đất ơi, cái khoản nào thì con không biết, nhưng mà cái khoản nấu ăn là con tự tin lắm, má yên tâm nha. Ờ thì con vô con nấu ăn, má lặt rau giùm cho con nha. Chúc má vô. Dạ. Ở nhà ăn cơm nè. Dạ. Má để con cho. Mẹ con bà lố à, ăn cơm cũng thay đồ rồi nữa. Để ý dữ ha. Thì hồi nãy nấu ăn xong hai má con thấy hôi quá cho nên đi tắm chỗ sạch sẽ con ha. Dạ. Tía. Ừ? Chưa ăn mà nhìn thôi là cũng biết ngon rồi ha tía ha. Ôi đừng có nịnh. Vừa vừa thôi làm quá nó lộ coi không được. Có người ta phân bì bây giờ đây nè. Làm như là tôi rảnh rang lắm phân bì. Ờ mà nói nào ngay cũng có đó. Có không chú? Ăn cơm. Dạ. Gì vậy? Trời cái gì vậy? Trời đất ơi cái gì mà nó cay quá trời quá đất vậy? Bà biết tôi ăn cay không được mà bỏ ớt chi đóng vô trong này làm sao tôi ăn được, muốn giết tôi hay gì á? À, không tía. Cái món này là con nấu á. Con nấu á hả? Dạ. Quý thần ơi, cay quá con ơi. Dạ tại nhà con ăn cay quen cái giờ con nấu vậy. Không sao con. Lỡ rồi. Làm sao để ý chút ha. Tía ăn cay cũng được nhưng mà ăn cái tàn. Vậy hả?
Sao không nhắc em? Dạ thôi cứ ăn món khác đi, lần sau con rút kinh nghiệm. Uống miếng nước cầm cho nó đỡ cay. Dạ. Đỡ cay vậy quá trời. Gì vậy? Canh gì vậy? Canh chua chứ canh gì? Canh chua hay là chè rau muống? Ngon mà tiếp. Tôi thấy thằng Bảy cò vậy chứ mà nó được hơn ông á nghe. Được gì? Nó được cái trẻ hơn tôi thôi chứ được cái gì? Được hơn ông chứ. Đó, nó biết khen vợ nó nấu ăn ngon kìa. Có khi nào ông khen tôi không? Mày thấy câu nói của mày tai hại cho cái người lớn tuổi ta chưa? Dạ thôi mời tí má ăn cơm. À, ăn cơm đi con. Dạ. Để tí má ăn chiếu. Dạ, con xin lỗi tí má. Không biết không sao con. Lần sau để ý ha. Dạ. Thôi ăn đi. Dạ tí má ăn cơm. Ừ. Dạ, thôi ăn cá kìa. Cá ăn được á. Sao nữa vậy tiếp? Mẹ ăn thử coi. Cá hay là muối? Hay là muối cục? Dạ con xin lỗi tía. Tại nhà con ăn mặn quen rồi. Cắp kho thì phải mặn, ăn cơm mới ngon chứ tía. Ờ đúng rồi. Cá mà mình kho mặn ăn với cơm nó ngon. Nhưng mà tía con á kiêng, không có ăn mặn được. Bà rảnh á, bà chỉ con lại. Mỗi nhà mỗi khẩu vị khác nhau. Nhà tía ếch khác, nhà hai lúa khác nha con. Tía bị huyết áp mà con nấu mặn kiểu này đó là có thể tía từ giả mẹ con cho con tía đi sớm. Tía đừng có nói vỡ như vậy. Con biết rồi, lần sau con không dám gì nữa đâu. Con sẽ rút kinh nghiệm mà. Dạ. Thôi ăn cơm. Ăn đi con. Dạ. Ủa? Sao ông thôi rồi? Bộ no rồi hả? Thường ngày ông ăn 2-3 chén lận mà. Hôm nay mới con chén rồi sao no? Không biết làm sao. Dạo này ăn uống không thấy ngon miệng gì hết trơn. Tôi biết rồi. Thiếu hai nhái phải không? Cả nhà mình á, ngồi ăn cơm chung mấy chục năm rồi. Tự nhiên giờ à, nó đi lấy chồng cái ngó lờ ngó lui. Có hai vợ chồng không thấy quen. Thì tôi á cũng như ông vậy. Nhưng mà mình gả con đi lấy chồng rồi thì phải chịu chứ biết sao giờ ông. Biết vậy á, đẻ thêm 2-3 đứa đi. Không có đứa này cũng có đứa kia hữu hỷ. Ủa em sao không kêu anh phụ cho? Thôi mấy cái này em làm được mà. Mà anh chắc hồi nãy tía má thất vọng về em lắm hả? Đâu có đâu. Tại em mới về nên chưa hiểu ý tía má mà. Mà cũng tại anh hết á. Ủa sao tại anh? Khẩu vị của nhà anh với khẩu vị của nhà em nó khác nhau. Mà sao mỗi lần anh nấu cho anh ăn thì đều khen ngon vậy? Tí anh khác thì anh khác. Với lại em nấu cái gì cho anh ăn mà không ngon. Đỉnh quá, đỉnh quá. Thôi đi rửa chén. Được. Mấy cò phụ vợ nó rửa chén với hai vậy bà? Ê, cái thằng coi bộ vậy mà cưng vợ ghê luôn nghe. Giống tôi. Vậy giống ông. Ông được phần vậy thôi tôi cũng mừng. Ủa, hồi đó tới giờ mấy chục năm nay
Ủa tôi ăn ở tôi đối xử với bà gì tệ lắm sao bà nói kiểu đó bà Tư Măng? Tệ gì? Đâu có tệ. Nhưng mà không được như người ta thôi. Bà đừng có đứng núi này bà trông núi nọ. Thấy không? Bà đó kiếp trước đó là bà tu chính kiếp. Bà mới gặp được hai lúa này nè. Chứ bà gặp thằng khác thử coi. Đó. Đánh mà không rớt xuống đất chứ đừng có nói giỡn chơi hoài. Thử đi. Ông mà vũ phu kiểu đó hả? Tôi bỏ ông 8 kiếp rồi. Chứ đừng nói mà tôi chịu đựng tới giờ. Dạo này tôi thấy bà có bộ chả treo dữ nghe. Nói 10 câu 10 đớp lại, 10 câu 10 đớp lại á. Thì ông trả tôi phải treo chứ. Cái gì phải thôi chứ. Quá đâu được. Giờ tôi hỏi bà nè. Gọt trái cây xong chưa? Đưa một miếng ăn cho ngọt miệng coi. Nãy ăn cơm thấy không ngon rồi. Thấy lật lạc quá. Ủa tay đâu? Bóc đi. Có sẵn rồi đó. Ủa cái này là bà phải đưa chứ. Cái nào tôi bóc là tôi bóc. Còn cái nào bà đưa là bà phải đưa. Nè. Những cái bà cũng phải tự bà đưa chứ. Ông á nha. Hồi nãy á, tôi thấy ông như vậy là hơi quá đó nghe. Quá gì? Tôi thấy mặt hai nhái nó buồn hiu à. Làm gì bộ? Có sao tôi nói vậy chứ? Tôi làm chưa đúng rồi góp ý cho nó biết nó sửa chứ. Buồn gì? Nhưng mà là dâu mới thì làm sao mà khỏi sai sót được. Cũng phải từ từ chứ. Tôi nói vậy chứ tôi có ghét bỏ nó đâu. Tôi vẫn thương nó cũng như con mà. Nhưng mà nó làm chưa đúng. Nói để cho nó sửa. Biết rồi. Nhưng mà cũng phải tùy cách nói chứ. Nói sao cho con nó không buồn chứ. Vậy bà rảnh bà ở nhà bà dạy nó đi. Tôi tính tôi nói sao tôi nói vậy đó. Rồi. Ờ. Từ từ tôi dạy con. Hai nhái nó cũng là đứa ngoan hiền. Biết nghe lời. Nói gì thì nói chứ con dâu tôi chịu rồi đó. Hơi vụng về chút. Nhưng nói biết nghe biết sửa. Vậy là tốt rồi. Tía má. Hử? Dạ. Bữa chén xong rồi hả con? Dạ má. Ăn trái cây nè. Hãy đứng cho cây đi. Dạ. Em ăn đi. Dạ cảm ơn má. Dạ. Bình thường ăn dở ẹ. Qua bàn tay của má. Ngon dễ sợ luôn á má. Không ngon sợ ở với tao tới giờ này được. Đứa nhỏ ngoại dữ hả con? Dạ. Sao không đem cháu qua đây chơi? Nhà có con nít chạy tới chạy lui cũng vui ông ha. Dạ có con nít chứ mới vui chứ. Hai đứa mới coi sanh đứa đi. Lớn rồi chứ chờ đợi gì nữa. Sanh không sanh đâu kêu má mà sanh nè. Bà gì à? Ông nè. Ủa nhái em sao vậy? Bị gì vậy? Nó bị gì vậy? Tía má, ăn gì vậy con? Bị gì á? Nó mắc nghẹn, vỗ sau lưng nó một cái. Vỗ lưng á con. Trời ơi, mày vỗ mày sợ nó đau hả? Vỗ cho nó mạnh coi. Dạ. Má mới qua. Ủa? Qua rủ má đi chợ hả nhái? Dạ. Sao mặt yếu xìu vậy? Bộ có chuyện gì hả? Thất bại toàn tập luôn má ơi. Chuyện bên gia đình chồng con đó hả? Sao? Kể cho má nghe coi. Thì cái vụ mà nấu ăn đó. Ở nhà con nấu ăn cũng được lắm mà. Thì đồng ý là con nấu ăn xuất sắc thiệt. Nhưng mà cái khẩu vị ở bển á với nhà mình á không có hợp nhau nên thất bại nè. Rồi anh chị xui bển á có rầy rà gì không con? Dạ không, tía má chồng con không có la rầy gì con hết á. Nhưng mà con nhìn sắc mặt của tía má con mà muốn xấu hổ luôn vậy á. Thôi có cái gì đâu mà xấu hổ con, tại con chưa có hiểu ý bên bển á. Ở lâu riết là sẽ quen mà. Công nhận làm dâu khó thiệt má ha. Thôi con ráng chịu ý ba má chồng chút đi.
Vậy bây giờ con mới về đây nè, tham khảo má về cách làm dâu. Má chỉ với con nha. Chứ khó quá. Con yên tâm, với kinh nghiệm mấy chục năm làm dâu của má, má sẽ truyền hết cho con. Sinh nhật tía má, món ăn yêu thích, màu yêu thích. Còn cái gì nữa ta? À, nước uống yêu thích. Ủa, anh mới về. Ủa, mình ghi gì vậy? Anh coi dùm cho em coi còn thiếu cái gì nữa không? Ghi gì đây? Sinh nhật tía má. Ừ. Món ăn yêu thích tía má, màu yêu thích. Còn thiếu cái gì nữa không? Ghi vô dùm cho em đi. Ủa, em ghi máy này chi vậy? Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Trời ơi, tía má anh chứ đâu phải là địch gì đâu mà em làm như đi đánh lộn, trăm trận trăm thắng. Không phải, ý là em muốn biết hết thông tin của tía má để từ rày về sau không có làm sai nữa. Thiệt, khờ dữ lắm. Cần gì ghi má này cho cực nhọc. Mình ở chung nhà, mình sống riết, mình hiểu ý gì hết trơn à. Không, từ sau ngày hôm qua em quyết định, quyết tâm biết thật nhiều thông tin về tía má để chăm tía má khỏi thất vọng về em nữa. Bởi ta nói đàn ông mà sẽ không bao giờ hiểu được những tâm tư của người phụ nữ hết á, mà đặc biệt là người phụ nữ mới về nhà chồng như em nữa chứ. Má em dạy làm dâu khó lắm. Ủa chậm hả? Dạ chú hai. Ừ. Ừ chú hai mới qua. Ngồi uống nước con. Dạ ở bên nhà con á có mới trái cây mới chín, má không biểu á đem qua cho chú thím ăn lấy thảo. Trời đất ơi, cái bà bảy này bài vẽ chi gì không biết nè, sao không để bên nhà ăn đi. Dạ thôi được rồi, bến còn nhiều lắm. Thôi vậy chú cảm ơn nha. Trời ơi cảm ơn con chi. Con nói thiệt nha, con á là con không cảm ơn chú rồi thôi chứ. Hết cái vụ mà chú giúp con đợt rồi, thêm cái vụ bán chuối mới đây nữa là nhờ tới anh Sáu Nhú, thì có nguyên gia đình của chú luôn, ai cũng tốt với mấy má con hết á. Ồ có gì đâu, có nhiều đâu bây nhắc hoài. Ngồi uống miếng nước đi con. Ờ thôi không được à, con đi công chuyện he, lấy ăn lấy thảo à chú. Vậy hả? Dạ rồi về ha, có chuyện gấp thôi về đi. Dạ nhỏ này tên chậm mà lẻ làng ghê nghe. Dạ chào chú hai. Ủa đâu Thao? Đi thăm ruộng hả? Ừ thăm ruộng. Trời ơi mưa xuống ba chuột cắn ba lúa quá trời mày. Ủa đâu mày có mấy con cá ngon vậy? Câu được hai con cá nè, đem qua nhà chập để kho tiêu đúng canh. Vậy đó hả? Dạ. Nhà bà bảy đơn chiếc mà có mày tới lưu gì cũng đỡ ha. Thì chờ sớm với nhau mà, giúp thì trọng giúp à. Ừ, thôi đi cho đi, mày đứng đây mình nói chuyện hồi mấy cá chết hết giờ nè. Dạ đi chú hai ha. Ừ. Thằng này có lù khụ gì cũng tốt bụng nha. Mà cái xóm xẻo lá này tôi thấy như ai cũng tốt hết. Anh Thao, cái gì vậy? Đâu hả? Về, đi chơi không? Đi đâu? Đi ra chợ. Đi chợ làm gì? Em ra chợ mua cái cánh quạt về sửa máy quạt ở nhà. Đi, đi với em đi cho vui. Thôi đi ông ơi, lên chợ mua đi, về cũng chuyện nữa. Không đi hả? Không. Không đi thôi. Trời ơi. Thằng thiệt tình. Ủa chị chậm bá làm gì ta? Trời đất ơi. Ủa chậm cháy dữ. Xe bị gì vậy? Xe em tuột dây sên. Để em coi coi.
xe này xe nó dùng dữ lắm rồi nha. Trời ơi, hèn chi hổng gà này nó tuột hoài luôn á. Chị, em thấy xe này nó cũng cũ lũ sĩ dữ lắm rồi ạ. Mày nói chị mắc cười quá à. Thì chị mua xe cũ mà nó không cổ mới lạ. Nè, giờ anh gắn chạy về đỡ. Xíu nữa anh chạy ra tiệm á, anh mua cộng xanh mới. Cái anh gắn vô chạy nha. Thôi, vậy mà tốn tiền chết, em đâu có tiền đưa anh. Ba cái này là giặt có gì đâu tốn tiền. Thôi, để anh mua cho nha. Ngại lắm, với lại mắc công anh có bận chuyện gì không? Rồi, xong rồi nè. Hey, anh rảnh mà. Thôi, hay á. Thôi, em đi về đi. Dạ. Rồi, xíu nữa anh qua nha. Dạ, cảm ơn anh nhiều nghe. Ừ. Dạ, chị về ha. Cẩn thận nghe không? Dạ. Ê. Mày nhìn gì mày? Trời ơi, nãy hơi bận giờ cái rảnh quá ha. Thằng nhiều chuyện. Ai? Trời ơi, sáng sớm sao mày không chạy xe đi, rồi mày lại để mày chù ẻo tao chỉ chỗ tao đang cúng kiến tèo. Trời ơi, con cũng muốn chạy xe lắm chứ bộ. Ừ, sớm này giờ không ai đi xe, không ai ở không chứ, có con chú ở không à. Trời đất ơi, có mày ở không chứ tao có ở không đâu. Tao cũng làm công việc già lên xuống chứ. Để qua kiếm chú chơi, con cũng muốn đi làm lắm á chú. Mà tại đi làm mấy bận rồi, mà làm như chưa có duyên á. Ừ. Cũng cuối cùng cũng đi về. Chú hai gì? Nhiều khi con nằm đêm mà con suy nghĩ á. Ừ. Con thấy con chắc không có hợp đi làm công cho người ta. Vì sao mày làm gì? Con nghĩ con phải làm quản đốc, làm tổ trưởng, giám đốc, làm lãnh đạo vậy á. Thôi tao lại mày tèo. Hả? Mày mà lên làm lãnh đạo chắc cái xã này banh với mày quá. Sao vậy? Tao muốn làm lãnh đạo đó, tao muốn làm cái gì đó tao phải học hành trước. Ta cực khổ, ta gian nan rồi sau này ta mới sung sướng được. Còn mày tự nhiên chạy xe Honda ôm mà phóng lên làm lãnh đạo à? Không phải, đâu phải con muốn làm lãnh đạo đâu. Tại cái số hồi trước đi coi bói á. Ừ. Thầy bói không nói sau này con không có đi làm công, phải làm chủ mới được. Đúng rồi, mặt mày phải làm chủ. Mà chủ ngục á. Trời, chú hai kỳ á. Hẹn kiếp sau đi con. Được rồi, chú không tin phải không? Giờ chú gán sống đi, đợi mốt con làm chủ cho chú coi. Thôi, tao hẹn mày kiếp sau đi. Cũng may đó, mày không phải con tao à. Mày mà con tao mày ở chung với tao chắc 3 ngày tao lên máu một lần quá. Thôi, chú hai nói chuyện y xì má con luôn á. Má con mới nói gì nè, nói cũng hên á, mày chạy xe ôm ngoài đường. Phải mày ở nhà tới ngày chắc nói chuyện mày hồi tao lên máu tao nhức queo quá. Vậy mày đừng có tiếp cận bả nhiều nha. Dạ. Bả lên máu bả chết á, bắt đất kỳ tử đó. Ừ. Trời ơi chú, nói kỳ chú hai. Tao còn muốn lên máu, đừng nói chi má mày. Thôi có điện thoại à, về đi tao vô nó nghe điện thoại chút. Thôi, nó chơi con chú hai. Thôi, về đi bươi. Dạ, vậy thôi cũng gì à. Alo, chú nghe sao ơi. Trời ơi, ba vụ thuốc nam, thuốc bắc gì đó, thím hai mày biết chứ tao đâu có rành đâu. Đợi bà về tao hỏi rồi có gì tao điện lại cho hay. Ừ, vậy nha. Chú hai. Ôi trời trời, thật thánh thần thiên địa ơi. Hồi nãy nghe nói về tao mừng muốn chết còn đeo theo bám theo mà ám tao chi vậy tèo. Về cũng đâu có chuyện đâu làm, vô đây kiếm chú hai nói chuyện chơi. Không có chuyện gì làm hả? Lỡ rồi ngồi xuống đây đi. Nói cho nó hết cái chuyện rồi về. Cho ngồi luôn nha. Chú hai. Mời mày ly trà xanh luôn nữa. Chú hai. Gì? Anh Thảo anh nói gì vậy? Nó điện nó hỏi ba vụ thuốc nam. Mà tao đâu có biết đâu, đợi thím hai mày về tao hỏi có bà mua đâu rồi tao điện lên cho nó. Ủa bộ anh Thảo bị bệnh hả? Nó bệnh gì? Mạnh như trâu. Thì chứ mua thuốc nam làm gì? Mua cho anh chậm. Chú hai. Hả? Chú có thấy gì kỳ kỳ không? Gì đâu kỳ? Thì tự nhiên anh Thảo anh lo lắng cho chị chậm á. Thì nó thấy con chậm mẹ giá con coi. Nó tội nghiệp, nó lo cho tao chứ có gì đâu kỳ. Đâu chú ơi, tội nghiệp thì cả xóm cả làng này ai không tội nghiệp, chị chậm với mấy đứa nhỏ. Con cũng tội nghiệp vậy.
Nhưng mà tội nghiệp cũng phải có chừng có mực chứ đâu mà lo từng chân găng kẻ tóc như vậy. Ờ hả? Mày nói tao mới để ý nghe. Thằng Thao này nó cũng kỳ lắm. Một cũng còn chậm, hai cũng chậm, ba cũng chậm. Bây giờ tới nó đi cũng chậm luôn mày. Đó, thấy chưa? Người ta nói là thường người, mấy người thương nhau á thì mấy cái sinh hoạt bình thường nó cũng gần gần giống nhau á. Đúng rồi. Nhiều khi anh Thao anh thương chị chậm mà nó không dám nói á. Không có đâu mày. Mày suy diễn tầm bậy tầm bạ không? Sao thương được? Tại nó thấy nó chậm đơn chiếc nó lo vậy thôi sao thương. Chú không tin hả? Không tin giờ con chú cá nè. Muốn cá cược phải không? Cá cược giống như hôm trước cái gì? Thôi, quên, không cá đâu. Chưa tẩn hả? Tẩn. Không cá đâu. Nhưng mà chú hai ơi, đâu phải mình con nói đâu. Cả làng, cả xóm này cũng nói cho bộ. Ai nói nữa đâu? Cô Hồng. Ê, trời đất ơi. Xóm này mày với bà Hồng là nhiều chuyện trùm, phải không? Đó. Thì mày nói với bà Hồng nói với mày. Nói qua nói lại, bây giờ mày muốn dụ tao vô băng mày nữa chứ gì? Phải, thí dụ một mình con nói thì chú hai nó còn nhiều chuyện. Mà này con với cô Hồng là hai người là số nhiều rồi. Tức là cũng phải có vấn đề gì đó. Rồi, đúng rồi đó. Hai đứa, học bài xong chưa? Dạ rồi. Má ơi, chú tao dạy tụi con học cho má. Trời ơi, giỏi quá ta. Hai đứa, xong rồi. Bây giờ má cho đi chơi, hen. Nhưng mà đi gần gần thôi nghe chưa? Lát hồi má kêu là gì ăn cơm liền. Dạ. Đi chơi kìa. Thôi gom lại, cắt. Nhanh. Chạy từ từ thôi nghe. Cảm ơn anh nhiều nghe. Trời. Có gì đâu cảm ơn. Sẵn anh qua chơi với hai đứa nhỏ luôn mà. Bữa anh có hốt được mấy thang thuốc bổ, em sắc uống đi. Trời đất ơi, em đâu có bệnh hoạn gì đâu uống thuốc. Cần gì bệnh hoạn, anh thấy em hay chóng mặt, sắc thuốc bổ uống vô, em bị thiếu máu đó. Trời đất ơi, em có bệnh hoạn gì đâu uống bọc thuốc như vậy. Bệnh hoạn cái gì, cái này là thuốc bổ, sắc uống đi không? Thuốc bổ? Ừ. Dạ rồi, em cảm ơn ha. Ừ. Rồi à. Nhiều tiền cho em gửi. Tiền bạc gì không biết nữa. Mà nhiều đâu. Uống đi ha. Trời ơi, anh cứ tới lui giúp đỡ gia đình em vậy hoài, ngại cũng chết vậy. Em sao vậy? Suốt ngày cứ cảm ơn khách sáo hoài à. Thôi để anh chạy bển cái. Thêm bậy, con về nha. Thôi gặp bữa cơm ở lại ăn cơm xong nãy về. Dạ thôi, trước khi qua con có bắt nồi cơm sẵn rồi. Dạ đó. Để bữa khác con ăn nha. Bắt sẵn nồi cơm. Dạ. Bữa khác rảnh qua đây ăn nha không? Dạ. Ừ. Nè, nghe anh dặn đi chưa? Cái này là thuốc bổ, nhớ sắc uống nha không? Dạ, biết rồi mà. Ừ, thôi đi ha. Dạ. Anh về ha. Ừ. Dạ. Con thấy không? Nó cứ qua đây á, là lăn xăng làm hết này kia nọ. Thiệt. Ừ. Bởi nhiều lúc á, thấy ảnh nhiệt tình, con ái nái quá chừng. Chậm ơi. Dạ. Nói nghe nè, má nghe người ta đồn á, nói thằng Thao á, nó cũng có ý thương con đó. Trời đất ơi, má nghĩ làm sao chứ, con á, hai đứa con rồi, đùm đùm đề đề, ai thèm thương đâu má. Nhưng mà tại tao nghe người ta nói vậy. Không có đâu. Chậm ơi chậm, chậm ơi. Ôi, em nghe nè. Anh có hai cá lóc nè. Em coi nấu canh ăn đi, ngon lắm đó. Trời ơi, đã dữ vậy. Cảm ơn anh nghe. Ờ, nghĩa gì, nhớ không, anh về á. Dạ.
mới đi chợ về hả? Dạ. Để sách cho. Trời đất ơi, mua gì mà nặng dữ vậy? Mai mốt á, nếu mà làm gì nặng cứ hú anh tiếng, anh chạy qua anh phụ cho nha. Ai đời làm phiền anh vậy hoài, ngại dữ lắm. Có gì đâu ngại, anh em chồm sớm với nhau, giúp nhau không hết nữa. Mình cũng nhận ra là anh Thao có thương mình, nhưng mà cái tình thương của ảnh á không phải là tình cảm trai gái, bởi ảnh chưa bao giờ có ý gì sổ sàng hay bóng gió với mình hết á. Thôi chắc không phải đâu. Mấy nay làm như trái gió trở trời hay gì mà sao ê ẩm mình mấy chân ta. Trời đất ơi, thôi đi ông thần, cái tướng mày như trâu nước, tám xe bò kéo cổ nổi chứ mà trái gió trở trời. Hồi xưa thôi anh ơi, hồi xưa còn trẻ còn khỏe, còn giờ làm như có tuổi rồi á, cái hở cái bệnh hở cái đau à. À, nhắc có tuổi mới nhớ, tuổi cỡ như mày á, ở cái xóm này tao thấy nó bầm 2-3 con rồi nha, mà sao mày chưa có bọn nào à? Trời ơi, ai không muốn có, em cũng muốn có người nâng khăn sửa túi cho em chứ, tại hụt mấy mối rồi, cái giờ thấy con gái sao sợ sợ sao á. Hụt cái gì, trời ơi, tại mày kén cá chọn canh chi, đúng không, giờ, thôi, nó nói chứ kiếm ai được được trong xóm mình á, cưới về đi, chí thú làm ăn, chứ không vậy không lẽ nhông nhông gì hoài. Trời ơi, em thấy câu này em nói với anh mới đúng á. Anh lớn hơn em mấy tuổi luôn, giờ cũng có ai đâu, còn đồng không kìa. Thì tao lớn thì tao làm chuyện lớn, cái chuyện nhỏ đó từ từ tính sau có gì đâu. Tao hả? Mày thấy cái xóm mình á, từ trên xóm dưới, mày thấy có thằng nào được được trai, siêng năng, chí thú làm ăn, mà đặc biệt là không nhậu nhẹt, không cờ bạc, không vũ phu, biết ai không? Mày chỉ tao đứa coi. Như mày gì ông trời, làm gì anh tao vậy? Tao hỏi thiệt mà. Theo quan sát của em trong cái xóm này, một người vừa đẹp trai, hiền lành, biết làm ăn, yêu thương vợ con. Có không? Có. Ai ai mày nói thằng nào? Em nè. Thiệt, trong xóm này có mình em là hoàn hảo nhất rồi đó. Thôi đi ông ơi, nói thiệt chứ bộ. Ủa, mà anh Thao hỏi chi vậy? Thì tao có người bạn, thì tính kiếm để làm mai. Trời đất ơi, tự nhiên cái kiếm người làm mai cho em. Thôi mắc cỡ lắm ông ơi. Mày điên à, lai mai cho mày. Kiếm làm mai thì tao có người bạn, thấy cũng nết na hiền diệu, chịu cực chịu khổ, tính tới là mai. Là mai ai à? Chậm á. Chị Chậm dâu của cô Bảy hả? Ừ, ca này cũng khó hơn nghe. Không biết kiếm ai để làm mai cho chị Chậm à? Hỏi như không. Lô. Ừ. Thôi, mệt liền quá. Bây giờ ai cũng được hết á, trừ mày ra thôi. Nó là mang đi. Ừ, tao được rồi. Vài bữa nữa tao qua xã bên đập lúa, thấy ai được được á thì giới thiệu cho. Mà nè, cưới người ta về á, chí thú làm ăn hay chưa, một lòng một dạ đó. Ừ, mày có gì chết với tao à. Ừ, vậy nha. Anh Thao. Gì? Hỏi này tế nhị tí xíu, mà có là có, không có là thôi, đừng chửi nha. Thằng nó khách sáo mày, nói đi. Anh với chị Chậm có gì không vậy? Có gì là có gì. Thích chị Chậm á. Điên hả? Thích là thích sao? Nghe người ta đồn. Đồn bay đồn bạ không. Tao á, tao thấy Chậm hiền, nết na thùy mị, giờ có mình à, nuôi hai đứa nhỏ nữa, thấy cực khổ quá. Tao tính kiếm người để mà làm mai về nhờ đỡ đần, hiểu không? À, vậy mà người ta đi đồn làm bậy ha. Trong đó có mày luôn á. Bậy đồn bạ, hết hứng câu rồi. Nè,
Mệt ghê. Không có là thôi, làm dữ trời. Bông 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 bang bang lên ăn cơm vàng cơm bạc nhà ta, đừng ăn cơm hẩm cháo qua nhà người. Chú Hai, chú Hai. Bông bông bông. Chú Hai. Chú Hai ơi, nghe con không chú Hai? Nghe không chú Hai? Tao đâu có điếc đâu mà không nghe tèo. Mày la ông sùm mấy con cá tao nó còn nghe, nó còn chạy hết, nó hết dám lại ăn rồi kìa. Tin động trời động đất chú Hai. Mày tối ngày toàn là tin động trời động đất với là sóng thần đồ không à. Tin gì nữa? Chị chậm. Chậm sao? Chị chậm chỉ có bồ. Mày nói sao chứ, nó con cái lùm đùm. Ai chịu nó có bồ? Thì đó, cái đó mới là tin động trời đó. Mà ai? Anh Trung xóm trên. Thằng Trung hả? Ừ. Trời, con nói cái người làm mai cho chị chậm cái là chú hết hồn hết vía luôn á. Ai? Anh Thao xóm mình. Thằng Thao hả? Ghê không? Hú hồn chưa? Đâu có gì đâu ghê. Đâu có. Thì anh Thao anh làm mai cho chị chậm. Chỉ tức là anh Thao anh đâu có khoái chị chậm đâu. Cũng mày không à. Hồi xưa mày tung cái tin ra mày nói là thằng Thao là khoái con chậm. Rồi bây giờ mày tung tin lại là thằng Thao không khoái con chậm. Nhưng mà tức một cái á, anh Thao anh không khoái chị chậm thôi. Đi lo lắng cho người ta làm chi, làm con hiểu lầm. Tự nhiên cái lo lắng này. Mày đi hỏi nó, tao sao tao biết được. Mày là chùm nhiều chuyện mày không biết, tao phó chùm sao tao biết. Mày báo cho tao, tao không à. Gì hả? Vì con phải đi kiếm anh Thao. Con hỏi cho ra lẽ vụ này. Cái con qua đây con báo cho chú Hai biết nha. Nó nắm cho chắc à. Thì con hỏi anh Thao cái vụ này. Chứ tự nhiên không thương con người ta mà đi lo lắng cho con người ta. Cái chuyện này càng ngày càng khó hiểu người ta. Kỳ quá trời quá đất à. Má, làm gì xới cơm ngoài này ăn miếng trứng vô. Con ăn đi. Ăn nhiều vô cho nó có sức. Còn còn đi làm nữa con. Con biết rồi. Hai đứa nhỏ, ăn đi con. Vậy chú này nè, chia ra đứa một miếng nè. Má ơi, con no quá à má. Má con cũng no nữa. Má cho tụi con mà chơi nha má. Thôi, mới ăn xong đi ra ngoài một cái chạy nhảy rồi đau bụng á. Đi mà má, cho tụi con đi ra ngoài chơi đi má. Mệt thấy này ghê á. Rồi thôi đi đâu đi đi. Đi dùm chậm đi chưa, sắp hông đi chưa. Dạ. Ăn đi má. Con. Dạ. Cái vụ con với thằng Trung là sao rồi? Ủa, con với anh Trung đâu có gì đâu má. Không có gì hả? Người ta đồn rần rần. Má biết hết rồi. Con à, con tuy là con dâu nhưng mà má coi con như con ruột vậy đó. Con gái má vậy. Má thương con lắm. Má cũng đâu có muốn con quá chồng. Con coi coi có người nào mà con đáng tin cậy đó. Con cứ đi bước nữa đi con. Má, má nói vậy là má chịu hả má? Má nói thiệt. Nhà mình mà có thêm người đàn ông nữa con thì cũng được nhiều việc lắm á. Nhưng mà con với anh Trung không có gì hết trơn á. Mới quen biết nhau đây thôi mà. Không có gì. Con thấy nếu được mình tiến tới luôn. Nếu không thì thôi vậy. Rồi con biết rồi. Thôi mà má ăn đi. Ăn nữa đi má, ăn nhiều vô. Chị Bảy. Ủa, nhà mình đang ăn cơm hả? Trời ơi, con sẵn dịp ngồi cơm luôn con. Dạ thôi được rồi. Xe của cô Chậm bị hơi dây sên. Con ra tiệm con mua sợi dây sên mới nè. Để con thay cho Chậm đi. Trời ơi. Chứ để vậy đi hư hoài. Sao chở mấy đứa nhỏ học được. Dữ không? Em cảm ơn anh nhiều nha. Có ai đâu cảm ơn. Sẵn con thay gì đâu. Xíu à, xong hả? Dạ. Xe đâu? Dạ, xe em để về sau hè á. Ừ, anh thay nha. Dạ, cảm ơn anh nha. Ừ. Ai vậy con? Dạ, dì Tư, kế bên nhà tía con. Để con nghe cái. Dạ, alo. Dì Tư hả? Ủa? Tía hả? Dạ. Thiệt không tía? Dạ. Dạ. Dạ rồi rồi rồi. Dạ. Dạ. Ủa, ủa. Tía con hả?
Dạ, tía con á, mượn điện thoại của dì Tư, nói là mời tía con qua. Mai qua đây. Dạ. Ủa, rồi ai đưa tía con qua? Ha. Thôi để lát con điện thoại cho thằng Tèo, kêu nó chở tía qua giùm. Trời ơi, tụi nhỏ mà nó nghe ông ngoại nó qua nha, là nó vui lắm. Dạ đúng rồi, ăn lẹ đi má.